Trân trọng kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa, làm lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu! Phải chú ý! Chào tay! Chào! Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh, xin phụ trì con cháu Việt Nam lạc hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản, được siêu thoát vào cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta do dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, tôi đến mãi mãi muôn muôn về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tủ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm liền, mà thác cũng phải đáng tự hào và hùng anh. Chúng tôi, Thiếu tướng Võ Kim Lan, Chỉ huy trưởng Đoàn nữ quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa, do Ngài Đức Quốc công lãnh đạo, trân trọng kính chào Ngài Đức Quốc công, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, Đại Đức Hoàng đế Đào Minh Quân. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm, cùng toàn thể quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước. Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2022. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi kính mời đại biểu Hoàng Thi Ca đại diện dâng lời cầu nguyện. Chúng tôi
nữ sĩ Lê Phan. Trân trọng kính chào Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, và kính chào quý khán giả. Trân trọng kính mời Đức Quốc công và quý vị cùng chúng tôi nghiêm trang dâng lời cầu nguyện. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Nguyện xin đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng, dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhận nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Xin gìn giữ và tu luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lầm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. Lời cầu nguyện đến đây chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân và quý vị theo dõi chương trình. Kính cảm ơn nữ sĩ Lê Phan. Chúng tôi kính mời đồng bào, anh chị em cùng tham gia theo dõi chương trình ngày hôm nay để ủng hộ mạnh mẽ, đồng lòng, đoàn kết, tôn vinh Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế để rút ngắn tiến trình giải thể chế độ tào quyền cộng sản tại Việt Nam, lấy lại chủ quyền đất nước cho người dân Việt Nam, đem lại ấm no, hạnh phúc, cuộc sống vinh quang, sung túc, thịnh vượng để bước chuyển qua thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Ngày xưa chúng ta đi mang theo quê hương, ngày về chúng ta có Đại Đức Hoàng đế Đào Minh Quân. Chương trình Đài Tiếng Nói Đoàn Nữ Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hân hạnh tiếp tục xin ra mắt cùng quý vị. Trước khi bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, chúng tôi kính mời quý đồng bào, anh chị em, các bạn cùng đón nghe một bài hát rất là quen thuộc, đó là Việt Nam Đào Minh Quân. Đào Minh Quân, anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chăm lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì tổ quốc quang vinh. Việt Nam Đào Minh Quân, ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Nam Đào Minh Quân,
hồn thiêng sông núi. Dương lên soi sáng nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, hồn thiêng sông núi. Dương lên soi sáng khắp địa cầu. Dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Kính thưa đồng bào, anh chị em cùng các bạn trẻ, thanh niên, thiếu nữ, sinh viên, học sinh Việt Nam thân mến. Trước tiên, chúng tôi kính mời quý vị nghe thông báo thư mời đại lễ Đại hội lễ khánh thành Lục Giác Đài ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2022 sắp tới đây, và nhân dịp Dân quân Việt Nam tôn vinh Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, PO Box 2807, Anaheim, CA 92814. Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 2022. Trân trọng kính mời quý đồng bào, nhân sĩ, cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý lãnh đạo các tôn giáo, hiệp hội, cơ quan truyền thông, báo chí, các chiến hữu tham dự lễ khánh thành Lục Giác Đài vào các ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2022 để tri ân 58.721 chiến binh Việt Mỹ đã hy sinh tại Việt Nam vì lý tưởng tự do, hòa bình và bảo vệ miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, đúng vào ngày kỷ niệm Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và nhân dịp Dân quân Việt Nam tôn vinh Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi Hoàng đế, sẽ được tổ chức tại hai địa điểm. Địa điểm thứ nhất, Hexagon Monument, ngày 18 tháng 6 năm 2022, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Địa điểm thứ hai, Sheraton Hotel, ngày 19 tháng 6 năm 2022, từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối. Để việc đón tiếp được chu đáo, quý khách vui lòng liên hệ với ban tổ chức theo số điện thoại hoặc email sau: Trung tướng Lâm 403-831-6672, Thiếu tướng Tôn cộng 61-413-567-537, Chuẩn tướng Huỳnh 951-375-6228, email The Third Republic of Vietnam at gmail.com hoặc văn phòng thường trực viết tắt at Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời viết tắt .com. Vui lòng phúc đáp trước ngày 19 tháng 5 năm 2022. Trang phục dạ tiệc, và chúng tôi sẽ gửi thiệp mời qua email cho bạn khi được hồi âm. Thông tin www.hexagonmonument.com. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 10 tây tháng 5 năm 2022 rồi. Thì cái hạn chót là còn 9 ngày nữa. 9 ngày nữa tức là ngày 19 tây tháng 5 năm 2022. Có nghĩa là nếu mà quý vị nào mà muốn đi qua để mà tham dự cái đại hội rất là quan trọng là ngày 18 và ngày 19 tháng 6
năm 2022 mà chúng tôi vừa thông báo ra đây, thì anh chị em đã nghe, quý vị các bạn đã nghe đó, chúng ta có sự sắp xếp, có nghĩa là cái hạn cuối cùng, hạn chót, tức là vui lòng phúc đáp. Nếu vị nào mà có thành ý để mà dành một ít thời gian quý báu của mình đến tụ nghĩa đường ở căn cứ của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì cái hạn, tức là phúc đáp với chúng tôi trước ngày 19 tháng 5 năm 2022, tức là còn 9 ngày nữa thôi. Đó, thì nếu mà vị nào có thành ý thật sự mà muốn đi, thì chúng tôi cũng trân trọng kính mời, tức là quý đồng bào nhân sĩ của Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quý lãnh đạo các tôn giáo, hiệp hội, cơ quan truyền thông, báo chí, các chiến hữu. Đây là một cơ hội tốt nhất, vì cái ngày đó là nhân ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm 2022. Thì chúng ta biết là một ngày đó rất là quan trọng, rất là trọng đại đối với dân tộc và đất nước Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ điều này, chân thành muốn nói với quý đồng bào, anh chị em, tất cả những, tức là các vị lãnh đạo, các tôn giáo đó, hiệp hội, cơ quan truyền thông, báo chí và các chiến hữu của chúng ta đó, thì quý vị có phải biết rằng đây là một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, một chính phủ chính danh hợp pháp và chính nghĩa đang hiện hữu tại trên đất nước Hoa Kỳ, mà căn cứ của chính phủ là tụ nghĩa đường, rất là quan trọng. Và trong tụ nghĩa đường có các địa điểm rất là đặc biệt, rất là đặc biệt, mà chúng ta cũng nên đến đó để mà tìm hiểu, để mà tận mắt nhìn thấy và chính tay chúng ta sờ đó, sờ những cái gì, những cái bức tường mà gọi là 6 bức tường đen đó, 12 mặt đó, để mà chúng ta thấy được 58.721 chiến binh Việt Mỹ mà đã hy sinh để bảo vệ miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1971. Và ngày 18 và ngày 19 tháng 6 sắp tới đây, thì quý vị biết không, cũng là ngày mà dân quân Việt Nam chúng ta gọi là thỉnh cầu, thỉnh nguyện, tôn vinh Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi làm hoàng đế. Thì cho nên cái ngày đó rất là quan trọng nha quý vị. Thời gian cũng sắp đến rồi, coi như còn hơn một tháng nữa. Nhưng mà nếu mà vị nào muốn đi thì phải liên lạc với ban tổ chức. Thì chúng tôi có đọc số điện thoại và email ở đây. Thì quý vị cũng phải nha, cũng phải nên đi. Tại vì đây là một cái lễ khánh thành Lục Giác Đài rất là quan trọng. Quý vị thấy đi, có thể nói rằng Đức Quốc Công là người Việt đầu tiên đứng đầu lãnh đạo của nước Việt Nam Cộng Hòa, của một chính phủ, mà Ngài đã cho xây Lục Giác Đài để mà tri ân 58.721 quân nhân Hoa Kỳ. Thì quý vị biết Lục Giác Đài mà coi như là 58.721 quân nhân Hoa Kỳ thì chỉ có ở Washington DC thôi, là một, và căn của chính phủ chúng ta là thứ hai, mà Đức Quốc Công là người Việt duy nhất. Còn những thành phố khác đó thì họ chỉ vinh danh các chiến binh của thành phố của họ mà thôi nha quý vị. Cho nên lễ khánh thành Lục Giác Đài này cũng rất là trọng đại. Thì đây là một công trình kiến trúc bao gồm 6 bức tường đen cao và rộng. Mỗi bức tường có 2 mặt, được chịu lực bởi 2 cột đá hoa cương tạo thành gọi là một hình lục giác
tổng cộng là 12 bức tường khắc tên 58.721 chiến binh Việt Mỹ đã hy sinh cho Việt Nam. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Cái điều đặc biệt ở đây là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân cùng các chiến hữu của ngài bằng chính bàn tay và trái tim chân thành đã hoàn thành công trình tưởng niệm này. Đó là một điều rất là đặc biệt. Để tôn danh của các anh hùng Hoa Kỳ mãi mãi được khắc ở đây. Trên các bức tường của lục giác đài này cũng như mãi mãi khắc sâu trong trái tim của nhiều thế hệ của Việt Nam Cộng Hòa và nhân dân Việt Nam. Công trình này và những thảm cỏ chung quanh được hoàn tất với sự giúp đỡ thiện nguyện, tận tình của các thành viên trong chính phủ. Chúng ta thật sự rất là hãnh diện nha quý vị. Chúng ta thật sự rất là hãnh diện, tự hào có một đấng minh quân là Đức Quốc Công. Ngài rất minh sáng, độ lượng, ôn hòa và nhân đạo. Ngài đã thay mặt cho toàn dân Việt Nam. Ngài đã dựng bia thờ ngũ vị thần tướng, các chiến sĩ vô danh và đồng bào Việt Nam đã hy sinh vì đất nước và trên đường tìm tự do. Và nay, Ngài đồng thời đã cho xây lục giác đài tại Tụ Nghĩa Đường. Chúng ta thấy đó, để mà tri ân 58.721 chiến binh Việt Mỹ đó đã bỏ mình trên quê hương vì lý tưởng bảo vệ tự do, hòa bình cho miền Nam Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và trong cuộc thi vinh danh người hùng Hoa Kỳ trên tờ Epoch Times tổ chức vào năm 2021, bài viết đoạt giải nhất, đã đạt giải nhất của tác giả Sunny Em về 58.721 anh hùng Hoa Kỳ với nội dung bài viết có tựa đề là tôn danh 58.721 anh hùng Hoa Kỳ được khắc tại lục giác đài và trong trái tim của người Việt Nam. Chúng ta thấy đó, nhờ có Đức Quốc Công mà giá trị của người Việt Nam được ngẩng cao đầu, nở mày nở mặt. Chúng ta rất là tự hào với các nước đồng minh trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ. Nhờ có Đức Quốc Công mà Việt Nam chúng ta có được một chính phủ hợp pháp, chính danh và chính nghĩa đang hiện hữu trên đất nước Hoa Kỳ. Nhờ có Đức Quốc Công mà cách đây hơn 31 năm, chúng ta có một vị thủ tướng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Rồi chúng ta có một vị tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam. Và ngày hôm nay chúng ta có vị hoàng đế là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đó, thật là vĩ đại tuyệt vời. Thì chúng ta thấy đó, tại sao mà chúng ta phải tôn vinh Ngài lên ngôi làm hoàng đế, hả quý vị? Tại sao chúng ta, Việt Nam chúng ta cần phải có một vị hoàng đế Đào Minh Quân? Tại sao Việt Nam chúng ta cần phải có một vị hoàng đế Đào Minh Quân mà chúng ta phải tôn vinh Ngài làm hoàng đế? Như chúng ta đã biết đó, Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ có tự do, dân chủ và nhân quyền, đã bị Cộng sản làm mai một trên chính trường quốc tế trên 40 năm qua. Nhưng nhờ có Đức Quốc Công, Ngài đã phục hồi danh dự cho Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa sống lại vững vàng như núi Thái Sơn không bao giờ xê dịch. Thì chúng ta thấy đó, nếu như không có Đức Quốc Công thì làm sao chúng ta có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hả quý vị? Nếu như chúng ta không có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì chắc chắn một điều là Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa đã lãng quên theo
thời gian và đã chìm vào quá khứ, đã bị quên lãng từ lâu rồi. Tại vì Cộng sản Việt Nam, nó đã đưa tên Hồ Chí Minh là một tên thổ phỉ, giặc thảo khấu ở Vân Nam. Tên thật của Hồ Chí Minh là Siêu Công Lĩnh, con của Siêu Công Quán, con của Siêu Công Bán tại Vân Nam bên Tàu. Mao Trạch Đông thời đó đã cài cắm Hồ Chí Minh xâm nhập qua Việt Nam, lấy hồ sơ của người Việt Nam là thư ký Nguyễn Ái Quốc để mà xâm nhập cướp miền Bắc nước ta ngày 2 tháng 9 năm 1945. Thì quý vị phải biết rằng khi mà nó đưa tên Hồ Chí Minh xâm nhập vào Việt Nam, nó cướp miền Bắc ngày 2 tháng 9 năm 1945. Rồi sau đó, ngày 30 tháng 4 năm 1975, nó cướp luôn, tức là nó cưỡng chiếm miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, có nghĩa là nó cướp luôn cả đất nước chúng ta. Thì có nghĩa là có phải rằng nó đưa tên Hồ Chí Minh thay thế vào, thì đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa nó đã xóa đi cái lịch sử, trong lịch sử quá khứ, đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa do cố Tổng thống Ngô Đình Diệm khai sáng nền đệ nhất Cộng Hòa, và đến cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã thành lập lại đệ nhị Cộng Hòa. Thì chúng ta thấy đó, khi mà nó đưa tên Hồ Chí Minh xâm nhập vào nước chúng ta thì coi như là nó, Cộng sản nó rêu rao Hồ Chí Minh là cha già dân tộc. Nhưng quý vị phải biết rằng Hồ Chí Minh là tội đồ của Việt Nam, tội đồ của dân tộc Việt Nam. Tại vì y là người Tàu, chỉ là một tên thổ phỉ, chỉ là một tên gián điệp Tàu Cộng, chỉ là một tên thảo khấu, cái giặc thảo khấu quý vị biết không? Sống cù bơ, cù bất ở gọi là hang Bắc Bó đó, rồi rình mò đó, ra cướp nước chúng ta. Thì chúng ta nhờ Đức Quốc Công, Ngài đã khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 2 năm 2018. Nhờ có Đức Quốc Công mà chúng ta nền, tức là Việt Nam Cộng Hòa được phục hồi danh dự và được sống lại. Và nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa chúng ta được coi như là ra đời, được khai sáng. Vì vậy mà mọi người chúng ta nói chung là trên thế giới, và nói riêng là dân tộc Việt Nam chúng ta, ngày hôm nay mới còn nhắc đến đệ nhất Cộng Hòa do cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, đệ nhị Cộng Hòa do cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo, và ngày hôm nay đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo. Chúng ta phải biết cái điều này thì chúng ta mới cứu được đất nước chúng ta. Còn nếu anh chị em mà còn mập mờ, mà còn tin rằng Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới, Hồ Chí Minh là chủ tịch của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, thì chúng tôi nói thật với quý vị, người dân Việt Nam chúng ta sẽ còn sống trong cái ách tà quyền cộng sản, sống dưới chế độ cộng sản, phải nói là đau khổ dài dài và vô tận. Chúng tôi khẳng định điều này. Vì vậy cho nên chúng tôi lên đây muốn nói ra sự thật, muốn nói tất cả sự thật lịch sử của chúng ta. Chúng ta không để lịch sử chúng ta bị cộng sản nó làm mai một. Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ có tự do, dân chủ và nhân quyền, mà cộng sản nó đã làm mai một trên chính trường quốc tế trong hơn 40 năm qua. Mà ngày hôm nay nhờ có Đức Quốc Công làm sống lại Việt Nam Cộng Hòa, cho nên đồng bào, anh chị em trong cộng đồng hải ngoại mới còn cơ hội ngày 19 tháng 6 năm 2000, tức là 19 tháng 6 hàng năm đó,
mới có cơ hội là những cái hiệp hội, hiệp đoàn, những cái đoàn thể đó tổ chức Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi tổ chức ngày 30 tháng 4 và cờ vàng tung bay phất phới. Quý vị có biết rằng cờ vàng này mà còn tồn tại cho đến ngày hôm nay là nhờ Đức Quốc Công đó. Nếu như không có Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì chắc chắn một điều là cờ vàng chúng ta không có còn cơ hội mà tung bay trên khắp bầu trời tự do đâu quý vị. Đó là điều chắc chắn. Cho nên chúng ta phải biết điều đó. Quý vị nghĩ đi. Ngày hôm nay không có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì lá cờ vàng này không còn tồn tại, không có gọi là cơ hội tung bay trên khắp bầu trời tự do trên thế giới. Nếu chúng ta không có Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thì Cộng sản nó đã vùi dập cái lá cờ này, nó đã vùi dập cái thời đệ nhất Cộng Hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm, đệ nhị Cộng Hòa do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nó đã vùi dập cái là không, coi như là người dân của chúng ta đó không còn nhớ gì đến Việt Nam Cộng Hòa cả. Nha. Đó. Thì chúng ta phải biết, nếu không có Đức Quốc Công thì đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa đã chìm vào quên lãng, vùi vào quá khứ rồi. Đó. Chúng ta phải biết cái điều đó. Và Đức Quốc Công theo thể thức của lòng dân đã bầu ngài, chọn ngài làm tổng thống đại diện cho nước Việt Nam. Và ngài đã đăng quang tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Đó. Thì để ngày hôm nay chúng ta mới có một đấng minh quân, chúng ta mới có một hoàng đế Đào Minh Quân vĩ đại tuyệt vời. Toàn dân quân Việt Nam chúng ta và tất cả các thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thì nhân ngày 19 tháng 6, ngày quân lực sắp tới đây, chúng ta vinh danh, tôn vinh ngài, thỉnh nguyện ngài. Trong thời gian qua chúng ta đã thỉnh cầu, thỉnh nguyện ngài. Thì ngày hôm nay, nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6, thì chúng ta tôn vinh ngài lên ngôi làm hoàng đế. Mặc dù ngài chưa chấp thuận, mặc dù ngài chưa đồng ý, mặc dù ngài chưa chuẩn thuận là ngài có làm hoàng đế hay không, tuy nhiên trong lòng của mỗi chúng ta, trong trái tim của chúng ta đã có hình ảnh chân dung của ngài ngự trị trong trái tim của mỗi người dân chúng ta. Tại vì chỉ có ngài mới cứu được dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta mà thôi. Tại sao chúng tôi tôn vinh ngài làm hoàng đế? Trong con tim, trong khối óc của chúng ta, của chúng tôi là ngài là vị hoàng đế, là vị đại đức hoàng đế Đào Minh Quân vĩ đại tuyệt vời trong trái tim của mỗi người dân chúng ta và trong trái tim của chúng tôi. Vì vậy cho nên chúng tôi luôn luôn trân trọng kính chào ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đại Đức Hoàng đế Đào Minh Quân. Ngài là vị hoàng đế vĩ đại. Tại vì chỉ có ngài mới cứu được đất nước và dân tộc Việt Nam mà thôi. Khi mà ngài lên ngôi hoàng đế thì ngài sẽ dễ dàng triệt hạ cộng sản, rút ngắn cái tiến trình giải thể chế độ tà quyền cộng sản Việt Nam và bắt buộc tàu cộng phải triệt thoái khỏi Việt Nam. Khi ngài lên ngôi hoàng đế, ngài đăng cơ hoàng đế, ngài sẽ dễ dàng lấy lại chủ quyền đất nước, lấy lại cương thổ, lãnh thổ, đất đai, quần đảo, Hoàng Sa, Trường Sa, lấy lại tất cả tài nguyên mà tàu cộng đã chiếm cứ nước ta.
Quý vị thấy không? Lấy lại cho ai? Lấy lại cho toàn dân Việt Nam. Lấy lại cho chúng ta. Lấy lại cho các thế hệ trẻ mai sau. Lấy lại cho người dân Việt Nam chúng ta. Và cái điều quan trọng là các bạn trẻ, thanh niên, thiếu nữ, sinh viên, học sinh Việt Nam. Tại vì sao? Tại vì tuổi trẻ là rương cột của nước nhà, là tương lai mai sau của đất nước, là vốn quý của quốc gia. Mà Cộng sản, quý vị có biết không? Cộng sản Việt Nam là tay sai của Tàu Cộng. Mà âm mưu của Tàu Cộng là nó muốn diệt chủng dân ta. Và đặc biệt là nó muốn diệt tuổi trẻ Việt Nam. Nó diệt bằng cách gì quý vị có biết không? Là nó đầu độc cái tư tưởng của con em Việt Nam chúng ta. Nó đầu độc cái tuổi trẻ Việt Nam chúng ta. Là nó phá hoại cái nền văn hóa, cái truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Nó phá hoại cái truyền thống văn hóa, cái kỷ cương rèn mối tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta. Tức là nó tiêu diệt cái ý chí, cái nghị lực của tuổi trẻ Việt Nam. Nó cho tuổi trẻ Việt Nam ăn chơi, hưởng thụ, nhậu nhẹt, hút sách, bia rượu, ăn chơi, thụ hưởng bản thân cá nhân mình. Tức là một đời sống thực dụng đó. Để rồi làm gì? Để rồi nó cướp nước chúng ta. Mà tuổi trẻ chúng ta không hề hay biết. Suốt ngày chỉ mải mê các chương trình gọi là live show, chương trình gọi là game show, live show gì đó. Không để thời gian nhìn về đất nước hiện nay ra làm sao. Tại vì Cộng sản nó đã bưng bít tất cả những thông tin của chính phủ. Thì quý vị thấy, ở trong nước có 800 tờ báo của đảng đó, thì đăng những tin gì? Chỉ là đăng một chiều, chỉ là ca ngợi đảng, chỉ là nói láo, chỉ là nói xạo, chỉ là lừa mị dân mà thôi. Tin tức láo xạo. Và ngay cả những truyền thông Việt ngữ ở hải ngoại này cũng thế. Không bao giờ nói lên sự thật. Tại vì đã được Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng nó mua chuộc mấy mươi năm rồi. Cho nên không hề dám nói lên sự thật. Quý vị có biết không? Nhưng mà ngày hôm nay, nhờ có Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, thì cả thế giới đã biết được Việt Nam chúng ta có một chính phủ chính danh, hợp pháp, chính nghĩa. Và chính phủ này đã và đang song hành với Hoa Kỳ 30 năm. Song hành một cách thân thiết nha quý vị. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, giữa chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và chính phủ Hoa Kỳ đã song hành 30 năm. Và ngày 18 và ngày 19 tháng 6 năm 2022 sắp tới đây là một ngày rất là quan trọng, là rất là trọng đại, rất là trọng đại. Quý vị có biết rằng sẽ có nhiều quan khách quốc tế đến tham dự. Sẽ có rất nhiều quan khách quốc tế đến tham dự. Những nhà báo quốc tế, đó là những nhà báo chân chính mà họ muốn đi tìm sự thật. Tại vì Đức Quốc Công là sự thật. Đức Quốc Công là sự thật. Rồi đây sẽ có các nhà báo quốc tế đến tụ nghĩa đường tham dự đại hội lễ khánh thành Lục Giác Đài. Ngày 18-19 sắp tới đây rất là quan trọng. Sẽ có nhiều quan khách quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ. Sẽ có những nhà báo quốc tế chân chính, phóng viên và những cây viết gọi là gạo cội. Những cây viết gạo cội là quý vị biết rồi đó. Mà
họ sẽ nói lên sự thật, thì chúng ta rất là hãnh diện. Và chúng tôi mong rằng các nhà báo làm truyền thông ở Việt ngữ, người Việt đó mà ở hải ngoại này cũng nên tìm hiểu nhé, cũng nên noi gương của truyền thông quốc tế đến tổ nghĩa đường để mà tìm hiểu sự thật nha. Tại vì quý vị cũng là người Việt Nam thì chúng ta không thể nào để cho đất nước chúng ta bị diệt vong, người dân chúng ta bị diệt chủng. Chúng ta không thể nào chấp nhận Tàu Cộng, để cho Tàu Cộng mà nó biến Việt Nam chúng ta thành một cái quận lỵ của nó, hay là thành một cái tỉnh lỵ của nó. Điều này chúng ta không chấp nhận. Chim có tổ, người có tông. Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta không thể nào chấp nhận mất nước một cách gọi lấy là vô lý. Đất nước chúng ta có chủ quyền. Mà âm Tàu Cộng nó rất là âm mưu thâm độc, rất là hiểm ác, rất là tinh vi, nó mới chiếm được nước Việt Nam chúng ta nha quý vị. Quý vị có biết không? Tức là đó, mặc dù là cái đám Việt gian đó và Cộng sản đó, nó luôn luôn tìm cách phá hoại, trả tiền để mà lấy xuống, tức là lấy những cái bài viết mà ca ngợi Đức Quốc Công đó. Nhưng mà quý vị có biết không? Truyền thông quốc tế liên tục nhắc đến tên Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân là một vị hoàng gia công tước, tức là công tước hoàng gia đó. Như là bài viết của Abraham Matthew Lewin, tức là tình thương tất thắng. Cho dù Việt gian, lũ Việt gian nó gian trá, nó láo xạo, và Cộng sản gây áp lực để mà báo chí và truyền thông quốc tế rút lại những bài viết mà họ đã ca ngợi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Nhưng báo chí và truyền thông quốc tế họ vẫn tiếp tục dương cao ngòi bút công chính đó quý vị. Tại vì đây là một đất nước dân chủ, một đất nước Hoa Kỳ. Họ không có quyền. Họ không có quyền. Cho dù họ dùng tiền như thế nào, nhưng mà truyền thông quốc tế họ vẫn tiếp tục dương cao ngòi bút công chính để mà ca ngợi những việc làm của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Đó, họ vẫn vinh danh ngài nha quý vị. Đó. Truyền thông quốc tế đăng tải như là EIN Presswire, truyền thông và báo chí đã đăng tin là một hình thức thừa nhận danh xưng của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó thì cái lũ truyền thông Việt ngữ hải ngoại thì chúng im thinh thích. Quý vị thấy không? Thì như vậy là chúng ta hiểu được rồi. Hiểu được là chúng nó là như thế nào, tại sao lại im, đúng không? Đó. Cho nên là chúng ta rất là hãnh diện. Chúng ta có vị Đại Đức Hoàng đế Đào Minh Quân để mà giúp dân cứu nước, để mà lập lại trật tự hòa bình cho toàn cầu. Rồi chúng ta sẽ có một chính phủ cho toàn thế giới mà do Ngài Đức Quốc Công lãnh đạo. Lãnh đạo mà đi bằng con đường gọi là cách mạng tâm trị nha quý vị. Con đường cách mạng là thay đổi. Tâm trị là gì? Là lấy tình yêu thương, tâm Bồ Tát là bằng trái tim yêu thương, đem đến cho mọi người trên toàn thế giới, chứ không có dùng vũ khí nha quý vị. Đó. Thì chúng tôi sẽ tiếp theo đây. Thì chúng tôi trước khi chúng tôi sẽ đọc một cái thông tư từ Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thì chúng tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa là chúng tôi chân thành mời gọi tất cả các quý đồng bào, anh chị em, tức là các đồng bào, các tôn giáo, hiệp hội các tôn giáo, rồi cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó, thì chúng ta ở hải ngoại, chúng ta cũng nên dành một chút thời gian quý báu của mình để mà chân thành, thành tâm, nhiệt tình
đến tụ nghĩa đường một lần cho biết. Nha quý vị, tụ nghĩa đường phải nói là một nơi vùng đất linh thiêng huyền bí, rất là tuyệt vời. Quý vị đến đó quý vị sẽ rất là ngạc nhiên. Đó, sẽ rất là ngạc nhiên. Đó, tụ nghĩa đường là một cũng là một căn cứ của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời của chúng ta. Thì hôm nay là ngày 10 Tây rồi, còn 9 ngày nữa thôi là 19 Tây tháng 5. Để mà tại vì khi mà quý vị đi thì quý vị sẽ sắp xếp trước, đúng không? Để mà mua vé máy bay. Thì nhân đây chúng tôi cũng chia sẻ điều này đến cho các anh chị em mà muốn đến tụ nghĩa đường. Mà khi mà đến Cali đó, tức là quý vị cứ liên lạc qua ba số điện thoại của Trung tướng Lâm Ái Huệ và Thiếu tướng Hoàng Tôn và Chuẩn tướng Thấm Huỳnh. Và ba số điện thoại chúng tôi đã đọc thông báo. Mỗi lần lên diễn đàn chúng tôi đã đọc cái thông báo thư mời đầu tiên. Thì quý vị cứ liên lạc. Rồi để mà chúng tôi muốn nói gửi đến quý vị. Thì khi mà quý vị đến, quý vị mà không có cái phương tiện mà lên tàu nghỉ đường á, thì quý vị liên lạc đi, rồi có thể tập trung một cái địa điểm nào đó ở gần Phước Lộc Thọ đó, ở gần Phước Lộc Thọ, thì ban tổ chức sẽ có xe để mà đến rước quý vị lên tụ nghĩa đường. Thì nếu mà quý vị đi thì quý vị phải đến sớm, tức là ngày 18, thì 8 giờ sáng quý vị phải có mặt ở tại Cali đó, tại Phước Lộc Thọ đó, quý vị phải có mặt 8 giờ sáng. Thì quý vị đương nhiên là quý vị phải liên lạc với ban tổ chức trước mấy ngày, đúng không? Trước đó. Cho nên quý vị phải liên lạc với ban tổ chức, tức là từ đây tới ngày 19 Tây thôi. 19 Tây là hết hạn. Để còn sắp xếp chỗ ngồi, sắp xếp để mà tiếp đón quý vị nữa. Và quý vị sẽ có thể tập trung ở Phước Lộc Thọ đó. Thì ban tổ chức sẽ sắp xếp đem xe đến trước quý vị lên tụ nghĩa đường. Nhưng mà cái ngày 18 là quý vị phải đi từ 8 giờ sáng nha. Tại vì chúng ta lên tụ nghĩa đường cũng mất 2 tiếng. Đó, để mà có thời gian sắp xếp nha quý vị. Gọi là chân thành cảm ơn. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe tiếp phần thông tư từ Văn phòng Thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã gửi ra ngày 30 tháng 4 năm 2022 vừa qua. Thì chúng tôi thấy cái thông tư này rất là quan trọng. Chúng tôi xin phổ biến ra đây để chúng ta cùng nghe. Rồi sau đó chúng tôi sẽ giải thích thêm nha. Thông tư này là ngày tàn của Cộng sản. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Văn phòng Thường trực, Lấy lại đất tổ, Không làm khổ dân, PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Ngày tàn của Cộng sản, ngày 30 tháng 4 năm 2022. Kính thưa đồng bào, thưa quý thành viên, đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2022. Văn phòng Thường trực xin đưa ra một bài nhận định ngắn để thay lời chân thành, tưởng kính những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh chiến đấu bảo vệ tổ quốc và những đồng bào thân yêu là nạn nhân của loài ác ma Cộng sản. Theo tuyên bố của Vladimir Putin, thì quân đội Nga chỉ tập trận vùng biên giới
phía Tây, giáp với Transnistria, là khu vực ly khai nhỏ, nói tiếng Nga. Nhưng bất ngờ tiến vào miền đông Ukraine và dọc bờ biển miền Nam và cuối cùng tuyên bố là cuộc hành quân giải phóng Ukraine. Nhớ lại quá khứ, trước khi cướp miền Bắc nước ta, Cộng sản Việt Nam cũng trương ra bản hiệu giải phóng rất thu hút để hô hào bần cố nông, bần cố nông dân, đấu tố địa chủ, cũng như kêu gọi giới khoa bản và công nhân thợ thuyền với tiêu đề chống thực dân Pháp để thành lập chính quyền nhân dân, làm chủ đất nước. Nhưng chính Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp là điềm chỉ viên cho Tây. Và sau khi cướp được chính quyền quốc gia năm 1945, chúng thanh toán từng người trí thức yêu nước và giết sạch phú nông để chiếm đoạt ruộng vườn, nhà cửa, đất đai, mồ hôi xương máu của họ, kể cả những người đã tự hiến dâng vàng bạc, châu báu của cải cho bọn chúng để thể hiện sự hợp tác, đóng góp công sức cho cách mạng, cũng bị đem ra tòa án nhân dân chém đầu. Sau đó, tất cả của cải, tài nguyên đều do bọn đầu sỏ cộng sản, đều do bọn đầu sỏ Đảng Cộng sản Việt Nam làm chủ. Những chiến sĩ cách mạng rồi cũng tay trắng tay, và bần cố nông lại càng bần cùng khốn khổ hơn. Tố Hữu, phó thủ tướng cái gọi là nhà nước dân chủ cộng hòa của Cộng sản Việt Nam, rất nổi tiếng với bài thơ: bún xào thịt ngụy mới ngon, cơm chan máu Mỹ cho con đỡ lòng. Và sau khi chiếm đoạt được miền Nam Việt Nam, chính Đỗ Mười, tên thật là Nguyễn Duy Cống, tổng bí thư kiêm thủ tướng, là tên cầm đầu cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1991 đến 1997, từng tuyên bố trước tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 20 tháng 2 năm 1976 rằng: giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất chúng nó. Ruộng đất chúng nó là ám chỉ người dân miền Nam. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ta đầy đi kinh tế mới và nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ chết lần mòn. Hiện nay, ngay cả những vùng rừng thiêng nước độc đã được bọn ngụy đổ mồ hôi, xương máu, biến thành những ruộng nương màu mỡ, thì bọn Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục dùng vũ lực xâm chiếm. Hàng ngàn người tiếp tục bị Cộng sản Việt Nam truy lùng, bắt bớ, giam cầm, khủng bố, sát hại với những lý do mơ hồ là chống chính quyền hay là mất an ninh, vân vân, để cướp nhà, chiếm ruộng với sự tiếp tay của bọn truyền thông bất lương, tung hứng. Thử hỏi, với những hành vi phạm pháp như vậy, Cộng sản Việt Nam có quyền gì để xét xử dân Việt? Bắt người là Cộng sản, giam người là Cộng sản, quan tòa là Cộng sản, đồng bào trốn chạy đi đâu cho thoát móng vuốt của chúng? Mọi người nên thức tỉnh, không nên tiếp tục im lặng làm những con mồi cho chúng cấu xé.
Chúng ta không phải là một đàn bò, chỉ biết trốn chạy, mặc tình cho lũ cộng sản tha hồ phân tán, bắt bớ từng người, phá nát từng gia can. Đã đến lúc toàn dân phải can đảm và mạnh mẽ đứng lên, ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, triệt hạ cho được bọn đầu sỏ cộng sản xói lan, tham tàn, cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không phải là chính quyền nhân dân. Bọn đầu sỏ chúng nó không do toàn dân chúng ta bầu lên. Và tên Hồ Chí Minh cầm đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thống trị nước ta chỉ là một thổ phỉ Vân Nam dâm ép, một hình nộm do tàu cộng nặng ra, không phải là cha già dân tộc, chỉ là một tên tội đồ của Việt Nam. Y đã bị lột mặt nạ tại UNESCO và cả tập đoàn của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của chúng nó chỉ là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tay sai của tàu cộng, chưa hề phục vụ cho quyền lợi chân chính của dân tộc, mà trái lại còn dân hiến, còn dân biển, xin lỗi, mà trái lại còn dân biển, bán đất, buôn dân, gây bao thương tâm, đau khổ, chết chóc cho người Việt chúng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện do tên Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm chi phối. Nguyễn Phú Trọng là con của Hoàng Văn Hoan, tay sai tàu cộng. Còn Tô Lâm là con của tên Tô Quyền, dòng dõi giặc tàu Đông Hán Tô Định đã từng xâm lăng, sát hại hàng trăm ngàn lương dân Việt Nam vô tội. Chúng đã tạo ra những cực hình dã man như lăng trì, cột đồng, giao chỉ, cho voi giày và ngựa phanh thay đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta. Vì quá hoảng sợ trước sự lớn mạnh của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng hòa, đang được đồng bào ủng hộ như một luồng sóng ngầm sẽ cuốn phăng tàn dư cộng sản trên quê hương Việt Nam. Chắc chắn Tô Lâm và đồng bọn sẽ bị đền tội trước pháp luật. Do đó, chúng đã điên cuồng cho bắt cóc, giam giữ những thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để sử dụng như những lá chắn trao đổi. Tuy nhiên, thủ đoạn này là vô dụng vì đã bị khám phá và đang được quốc tế và cơ quan cảnh sát môi trường điều tra. Chỉ có Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng hòa, với trên 10 triệu phiếu trưng cầu dân ý của người Việt, mới đại diện chính thức cho Việt Nam, là một chính phủ có chính danh và hợp pháp. Những tên công an Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ, giam cầm những nhà ái quốc và lương dân vô tội để đe dọa, ép cung, cướp đoạt tài sản là những hành vi khủng bố. Khi tổ chức cảnh sát môi trường quốc tế hình thành, chắc chắn bọn phạm pháp sẽ bị truy nã, trừng trị nghiêm khắc. Ngày tàn của Cộng sản Việt Nam chỉ là thời gian. Trân trọng, Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Kính cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị vừa nghe qua thông tư từ Văn phòng Thường trực của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đưa ra. Đây là một cái thông tư rất là quan trọng mà chúng tôi vừa phổ biến ra đây. Thì như chúng ta biết đó, ngày tàn của Cộng sản Việt Nam chỉ còn là thời gian thôi. Nha quý vị, chúng ta hãy tin điều đó. Ngày tàn của Cộng sản Việt Nam chỉ còn là thời gian. Thì quý vị thấy đó, ngày 30 tháng 4 năm 2022 vừa qua
là ngày quốc vận, chứ không phải là quốc hận. Là ngày quốc vận là vì vận nước chúng ta sẽ thay đổi. Chúng tôi xin phép. Thì nhân ngày 30 tháng 4 năm 2022, văn phòng thường trực xin đưa ra một bài nhận định ngắn. Nhưng mà bài nhận định ngắn này chúng tôi thấy rất là đầy đủ ý nghĩa, rất là giá trị, và ý nghĩa phải nói là thật là sâu sắc, rất là rõ ràng, để nói lên cái tội ác của Cộng sản Việt Nam, cũng như âm mưu thâm độc hiểm ác của Tàu Cộng. Và Cộng sản Việt Nam là gì? Là tay sai của Tàu Cộng. Thì để thay lời chân thành tưởng kính những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và những đồng bào thân yêu là nạn nhân của loài ác ma Cộng sản. Tại vì Cộng sản nó ác, nó là ma. Trong con người Cộng sản nó có tâm ma. Cho nên quý vị biết không, Đức Quốc Công muốn tiêu diệt Cộng sản không phải là ngài không dùng vũ khí. Tại sao ngài không dùng vũ khí? Tại vì vũ khí thì giết chết con người thiệt mạng, nhưng mà không có làm cho họ thay đổi được cái tư duy, cái suy nghĩ trong chính cái tư tưởng của họ. Mà Đức Quốc Công ngài đã đi bằng con đường cách mạng tâm trị, tức là ngài dùng cái tình thương bao la vô bờ bến, ngài dùng trái tim nhân từ, trái tim nhân ái, trái tim yêu thương, với một cái tấm lòng đại từ bi Bồ Tát, đại Bồ Tát của ngài. Ngài muốn đem cái tình thương đó, cái tấm lòng của ngài đó để mà tiêu diệt cái tâm ma. Cái tâm ma là gì? Thí dụ như chúng tôi nói, trong con người chúng ta có cái lòng sân hận, có cái sự ích kỷ, có cái sân si, có cái sự nóng giận, đúng không? Lòng sân hận, ích kỷ, tức là sự thù hận, ganh ghét lẫn nhau. Đó là tâm ma. Đó là tâm ma. Mà chúng ta cần phải, đó là Đức Quốc Công diệt cái tâm ma đó, chứ không phải là giết những người theo Cộng sản. Cho nên chúng tôi cũng phân tích cái vấn đề này để cho đồng bào, anh chị em, các cán binh bộ đội, tức là các anh em bộ đội, các cán binh gọi là công an Cộng sản đó, chúng ta phải hiểu như thế này. Tại sao Đức Quốc Công đã đưa ra một cái đường lối chủ trương rất là rõ ràng và rất là ôn hòa và rất là nhân đạo để cho anh chị em, mà những anh chị em nào đã đi lầm đường lạc lối, đã từng đi theo Cộng sản, đã từng kết nạp Cộng sản, kết nạp đảng đó, kết nạp đảng. Tại vì chúng tôi rất hiểu và Đức Quốc Công rất là thấu hiểu vấn đề này. Tại vì anh chị em mà không kết nạp đảng thì không có công ăn việc làm tốt để có đồng lương, có tiền để lo cho gia đình, nuôi vợ, nuôi con cái được ăn học, đúng không? Cho nên Đức Quốc Công rất là thấu hiểu cái điều này. Vì vậy mà Đức Quốc Công đã mở cho con đường là Đức Quốc Công luôn luôn giang hai cánh tay mở rộng để cho các cán binh bộ đội Cộng sản Công an Việt Nam quay về với chính nghĩa dân tộc bằng một cái con đường, tức là chủ trương đường lối, tức là Việt Cộng, bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt đó quý vị. Đó, thì Đức Quốc Công, quý vị biết không, Đức Quốc Công có ba bài học rất là giá trị. Mà trong thời gian ngài tịnh tu thiền định ở sa mạc Adalento trên 20 năm, ngài đã đúc kết ba bài học này để cho ngày hôm nay tất cả chúng ta và những thành viên trong chính phủ để mà học thuộc và thấu hiểu và thực hành đó, để trở thành người Việt chân chính,
Thì khi chúng ta trở thành người Việt chân chính thì chúng ta sẽ thương yêu nhau. Chúng ta không có còn cái lòng sân si với nhau, hơn thua với nhau, ganh tị với nhau, ích kỷ với nhau, sợ người khác hơn mình, không có. Nếu người khác hơn mình, đó là điều rất tốt, rất may mắn cho Việt Nam chúng ta. Nha quý vị, mà ba bài học đó là gì? Là huấn thị điều hành căn bản. Bài học thứ hai là 7 bài học làm người Việt chân chính. Bài học thứ ba là thập bát thức. Thì ba bài học đó đối với chúng tôi cũng như là ba cái tấm bùa. Khi mà chúng tôi tham gia vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, thì chúng tôi phải học thuộc ba bài học đó. Học thuộc, học cho thuộc, thuộc lòng và thấu hiểu và phải thực hiện những gì mà chúng tôi đã học. Thì quý vị biết đó, thì từ ba bài học đó là chúng ta sẽ xóa bỏ được cái tâm ma. Cộng sản ở đâu? Cộng sản không ở đâu xa cả. Nếu như, tại vì quý vị biết đó, cái tên Hồ Chí Minh nó nhập vào nước Việt Nam chúng ta, nó đã tạo ra cho người dân chúng ta có sự hận thù với nhau. Từ cái sự hận thù đó mới là chém giết lẫn nhau, mới đi nói xấu lẫn nhau, rồi phải có cái thủ đoạn để mà chiếm đoạt tài sản đó. Thì khi mà hơn thua nhau thì phải có thủ đoạn đó, thì quý vị biết đó. Vì vậy cho nên mà ngày hôm nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, ngài lấy tình yêu thương để mà gọi là lấy tình yêu thương để mà lo cho dân đó. Rồi quý vị biết đó, rồi đây người dân chúng ta sẽ được học ba bài học đó. Thì khi chúng ta học, chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta không còn gì phải hơn thua nữa. Chúng ta sẽ có tình thương để mà đem đến cho mọi người. Chúng ta biết lắng nghe, chúng ta biết thấu hiểu, để mà chia sẻ những nỗi đau của người khác. Chúng ta phải chia sẻ để chúng ta đồng cảm, chúng ta thông cảm, đúng không? Chúng ta đồng cảm để chúng ta mới đem cái niềm vui, chúng ta an ủi đến mọi người chung quanh, những ai mà bất hạnh đó. Thì chúng ta thấy đó, thì khi mà chúng ta có một tấm lòng, chúng ta đi theo Đức Quốc Công. Cho nên nói thật chứ quý vị á, chúng tôi tội nghiệp cho các anh công an Cộng sản Việt Nam lắm. Mời những thành viên trong chính phủ lên á, chúng tôi thấy tội nghiệp cho các anh công an lắm. Tại vì á, chúng tôi nói thật, những thành viên trong chính phủ á, mà đã tham gia vào chính phủ đó, vào FCC đó, thì chỉ được học những điều tốt đẹp mà thôi. Tại vì người của chính phủ là người phải quân tử. Người của Tổng thống Đào Minh Quân phải là người quân tử. Mà người quân tử là phải xuất chính ngữ, là phải nói ra những lời công đạo, những cái lời chân chính, chân lý và công đạo, phải nói ra sự thật. Tại vì Đức Quốc Công không có dạy cho chúng tôi tuyệt đối không có nói dối, không có nói sai sự thật, chỉ cần nói đúng sự thật mà thôi. Cho nên chúng tôi rất thương và rất là thương cho các anh công an cộng sản khi mà mời những thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời lên phường, lên đồn, rồi tra xét, rồi gọi là khảo hạch, tra xét, nó tra xét, tra tấn gì đó, gọi là, chúng tôi nói thật, những vị đó vào FCC như chúng tôi đây học cái gì? Học tiểu sử của Đức Quốc Công, học tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân, học tiểu sử của Đại Đức Hoàng đế Đào Minh Quân. Đại Đức Hoàng đế Đào Minh Quân là dòng dõi của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo và đệ nhất công thần Nguyễn Trãi. Học lịch sử của nước Việt Nam, học lịch sử của Đức Thánh Trần, học lịch sử của các vua chúa đời nhà Trần đó, rồi lịch sử của nước, lịch sử chúng ta, và hôm nay học lịch sử, học tiểu sử của Đức Quốc Công thôi. Tại vì tiểu sử của Đức Quốc Công là sự thật. Sự thật thì chúng ta phải học. Tại vì Đức Quốc Công là vị hoàng đế, là một vị cứu tinh duy nhất cho dân tộc Việt Nam. Thì chúng ta học, chúng tôi học. Cái đó đâu có gì là cái tội. Bây giờ quý vị hỏi cả thế giới đi. Hỏi chính phủ Mỹ nè, hỏi tất cả nước Anh, Pháp, tất cả các thế giới đi. Ủa, học tiểu sử của Tổng thống Đào Minh Quân là cái tội sao? Là lật đổ chính quyền sao? Quý vị, mấy anh công an cộng sản nghĩ đi. Lật đổ chính quyền là phải có vũ khí, đúng không? Trong khi người dân chúng ta, trong khi các anh chị em đồng nhiệm trong chính phủ chúng ta
họ chỉ có hai bàn tay không. Không có cái gì cả. Không có một tấc sắt, không có một cái gì cả. Mà kêu là âm mưu lật đổ chính quyền. Âm mưu cái gì ở đây? Chính quyền nào? Cộng sản không phải là chính quyền. Cái nhà cầm quyền này là ăn cướp. Là do Hồ Chí Minh nó nặng ra. Nó ăn cướp. Mà tội nghiệp. Chúng tôi tội nghiệp cho các anh công an cộng sản đó. Các anh cũng chỉ là tay sai thôi. Các anh cũng chỉ là tay sai của đảng Cộng sản Việt Nam. Của cái đảng cướp đó thôi. Rồi đảng Cộng sản Việt Nam là tay sai của Tàu Cộng mà thôi. Không có là cái gì cả. Thì chúng ta rất là tội nghiệp. Cho nên các anh hãy thức tỉnh đi. Quay về với chính nghĩa dân tộc đi. Đừng có làm đường lạc lối. Tại vì sắp tới đây đó là Đức Quốc Công sẽ về nước. Sẽ hồi hương. Chúng tôi nói rõ cho các anh em công an cộng sản ha, nếu các anh em bắt một đồng nhiệm trong chính phủ mà các anh em tra tấn tù đầy thì luật pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa không có bỏ qua cho các anh đâu. Một người là phải đền 10 người đó. Luật pháp Việt Nam Cộng Hòa Đệ Tam rất là nghiêm minh. Có công là thưởng, có tội là trừng. Mà chúng tôi không muốn điều này xảy ra. Cho nên các anh em phải thức tỉnh mà cùng với đồng bào Việt Nam ủng hộ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo minh sáng của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Để mà Ngài, một khi Ngài trở về nước, một khi Ngài đăng cơ làm hoàng đế, rồi đây Đảng Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Việt Nam sẽ tan rã trong thời gian sắp tới. Khi mà lực lượng cảnh sát môi trường quốc tế hình thành thì chúng nó sẽ bị bắt trong nháy mắt nha quý vị. Thì qua cái thông báo này, chúng tôi muốn giải thích thêm để cho anh chị em được hiểu rõ. Theo tuyên bố của Vladimir Putin đó ha, thì cái tuyên bố của Putin thì quân đội Nga đó thì nói là chỉ tập trận ở vùng biên giới phía tây giáp với Transnistria. Đó, Transnistria thôi. Tức là cái khu vực ly khai nhỏ mà nói tiếng Nga đó. Đó. Nhưng mà quý vị biết không? Nhưng rồi bất ngờ tiến vào miền đông Ukraine. Có nghĩa là Nga đó nói một đàng là một nẻo. Đó, nói một đàng là một nẻo. Và dọc bờ biển miền Nam, rồi cuối cùng là tuyên bố cái cuộc hành quân giải phóng Ukraine. Nước, một nước Ukraine có chủ quyền. Đâu có ai cần giải phóng, đúng không? Đó. Nhưng mà chúng ta thấy đó, khi mà nước Ukraine đó, mà bị Nga xâm lược tấn công, thì chúng ta thấy không? Cả thế giới này, Liên Hiệp Quốc đã ra tay cứu trợ. Và đặc biệt là Hoa Kỳ. Đặc biệt là Hoa Kỳ. Thì nước của Ukraine, đó, họ được như vậy. Rồi bây giờ nước Việt Nam của chúng ta thì sao? Chúng ta là người Việt Nam. Chúng ta phải nhìn về đất nước của chúng ta. Chúng ta phải lo đất nước Việt Nam chúng ta. Tại vì chỉ có người Việt chúng ta mới cứu được dân Việt chúng ta mà thôi. Chỉ có người Việt mới cứu được nước Việt mà thôi. Không ai cứu dân tộc chúng ta đâu quý vị. Không ai cứu đất nước chúng ta đâu. Chỉ có chúng ta thôi. Chúng ta là người Việt, chúng ta mới cứu được dân tộc và đất nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta nên nhớ cái điều này. Thì nhớ lại quá khứ. Trước khi mà cướp chính quyền, cướp miền Bắc nước ta đó. Quý vị thấy không? Trước khi mà cướp miền Bắc nước ta, thì Cộng sản Việt Nam sao? Nó cũng trương ra cái bảng hiệu
là giải phóng, đúng không? Nó nói xấu Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị biết á, phải nói á, là người Việt chúng ta đó đã bị cái tên Hồ Chí Minh này nè, nó dẫn dụ. Cái thời đó, cái thời mà gọi là nó kêu là phong trào chống thực dân Pháp, thì thật sự đó, theo chúng tôi biết đó, cái phong trào chống thực dân Pháp thì người Việt chúng ta phải nói là rất là, phải nói là rất là bất khuất, rất là anh hùng, rất là dũng cảm. Tại vì không có, không bao giờ mà chấp nhận mà để cho thực dân Pháp mà nó chiếm lấy nước Việt Nam chúng ta, đúng không? Đó. Nhưng mà nói cho cùng đó, nó mặc dù là thực dân Pháp nó chiếm, nó chiếm, nhưng mà nó còn cho người dân chúng ta học tiếng Pháp, được biết được những cái mới mẻ văn minh. Còn Cộng sản Việt Nam do tên Hồ Chí Minh thì sao? Nó trương ra cái bảng hiệu giải phóng rất là thu hút. Để làm gì? Để hô hào bần tố nông dân. Nó hô hào, nó kêu gọi, nó dựa vào cái gọi là những người là nghèo đó, bần cố nông dân. Quý vị biết nó nói làm sao không? Đấu tố địa chủ đi. Địa chủ là những người chủ đất đó, chủ điền đó. Địa chủ này nó ác lắm. Thì nó mị dân. Nó nói rằng là lấy của người giàu, chia cho người nghèo. Đó, quý vị thấy không? Nhưng mà bây giờ thì sao? Khi mà nó lấy của người giàu, nó ăn cướp người giàu, thì nó trở lên thành tư sản, giàu sụ. Và người dân chúng ta đã nghèo, lại còn nghèo hơn, nghèo rách rưới, nghèo thê thảm, nghèo rớt mồng tơi. Bây giờ chúng ta sáng lòng sáng mắt. Nhưng mà chúng tôi muốn nhắc lại một chút quá khứ để cho đồng bào thấy được cái sự mà thủ đoạn, cái sự mà thâm độc, cái sự mà hiểm ác, gian manh của Cộng sản Việt Nam, của tên Hồ Chí Minh. Tức là âm mưu thủ đoạn tinh vi của Tàu Cộng đó, là nó cài cắm tên Hồ Chí Minh. Thì quý vị biết khi mà trước khi mà trước năm 1945, mà trước khi nó chiếm miền Bắc nước ta, thì nó kêu gọi á, những người nghèo. Tại vì ngoài miền Bắc lúc đó cũng có thành nhiều thành phần, có thành phần rất là nghèo, nghèo lắm, nghèo đói rách khổ lắm. Thì nó mới dụ cái thành phần nghèo này nè, nó nói rằng là phải đấu tố địa chủ đi, để lấy của người giàu chia cho người nghèo. Thì quý vị nghĩ đó, cái tâm lý con người ta nghèo khổ quá, nghèo đói quá, không có gạo mà ăn, không có mì sắn gì để mà ăn hết. Phải nói là đói rách. Quý vị nha, thấy năm 1945 không? Người dân miền Bắc rất là thấy thương, rất là tội nghiệp. Phải nói rằng là họ nhịn đói mà đến chết đói luôn. Mỗi người chỉ còn một bộ xương, một bộ xương khô thôi, một bộ xương biết đi thôi. Thì cũng cái thời đó là cái quân phát xít Nhật á, nó mới xâm lược nước chúng ta. Thì quý vị biết, nó cũng rất là ác. Lúa ở trong bồ đó, ở trong kho đó, nó không cho dân chúng ta ăn. Nó lấy, nó đốt, nó làm nhiên liệu để mà chạy xe lửa đó quý vị, chạy xe lửa đó. Xe lửa thì có than đá, nhiên liệu là bằng củi, bằng than đá. Nhưng mà phát xít Nhật á, nó không có cho dùng than đá, mà nó lấy lúa. Thì quý vị nghĩ đi, lúa trái lên một cái là rụi thành tro. Thì lúa nó để đốt, nó ác như vậy để cho người dân chúng ta chết đói. Thì quý vị thấy nạn đói năm 1945 ngoài miền Bắc không? Con người, người của chúng ta đó, người dân chúng ta thấy thương lắm. Chỉ còn một bộ xương biết đi mà thôi. Đó, thì chúng ta thấy đó, thì Hồ Chí Minh nó mới lợi dụng cái cơ hội đó. Nó mới tuyên truyền, nó nói đưa ra là cách mạng để mà thay đổi, lấy của người giàu chia cho người nghèo, tức là thừa nước đục thả câu. Thừa nước đục thả câu. Thì quý vị biết, sau khi mà gọi là Nhật Bản mà nó đã bị Hoa Kỳ thả hai cái bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki, tức là ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945 đó, thì đất nước của chúng ta đang lúc tình hình phải nói là giao tranh,
giao tranh là sao? Rối ren giao tranh. Là cái thời điểm đó đó là Pháp muốn quay lại Đông Dương và Nhật đã rút lui khỏi Việt Nam. Thì quý vị biết rằng cái tên Hồ Chí Minh do Mao Trạch Đông nó đã huấn luyện Hồ Chí Minh, tức là đàn em của Mao Trạch Đông, tức là đàn em của Tàu Cộng đó, đã được huấn luyện và tiếp tế vũ khí. Bên cạnh đó còn có Cộng sản quốc tế là Liên Xô để mà tiếp tay cài cắm cái tên Hồ Chí Minh đang ở trong hang Bắc Bó, đi ra cướp chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim. Lúc đó Thủ tướng Trần Trọng Kim đang họp nội các tại nhà hát lớn Hà Nội. Trong vòng một tuần họp để phân chia mỗi người. Tại vì lúc đó là đất nước chúng ta được độc lập rồi quý vị. Tại vì phát xít Nhật nó đã đầu hàng Hoa Kỳ vô điều kiện thì bắt buộc nó phải rút khỏi Việt Nam. Thì đất nước chúng ta độc lập rồi. Người dân chúng ta, người dân ngoài miền Bắc á, rất là vui mừng. Ai cũng cầm cờ vàng này nè. Đó, rất là ăn mừng. Rất là phải nói là lớn lắm. Họ mới cầm cờ ra đường rất là đông. Thì Hồ Chí Minh nó mới lợi dụng cơ hội đó. Thì trong cái nhóm đó cũng có 36 tên, có cái tên gọi là Võ Nguyên Giáp nữa. Đó, cũng có vài khẩu súng thôi. Vài khẩu súng do Nga Tàu cung cấp thôi. Chứ cũng không có vũ khí gì lớn lao. Nhưng mà chúng tôi muốn nói đây là một cái âm mưu, một cái thủ đoạn mà Tàu Cộng nó muốn cướp nước chúng ta, nó xâm lược nước chúng ta bằng một cách đó. Tại vì nếu như mà Tàu Cộng nó đem vũ khí nó xâm lăng một cách công khai thì như là Nga mà xâm lược Ukraine đó thì Hoa Kỳ sẽ thấy, Liên Hiệp Quốc sẽ thấy. Nhưng mà đây lại sao chúng tôi nói lên là một cái âm mưu thủ đoạn rất tinh vi của Tàu Cộng. Đó, thì chúng ta thấy đó, thì Hồ Chí Minh đó, nó mới lừa dân chúng ta, nó mới dụ dỗ bần cố, tức là người nông dân nghèo á, rồi hãy đấu tố địa chủ đi. Đó, rồi con phải đấu tố cha mẹ. Như là bà Nguyễn Thị Năm đó, người mà đã cung cấp nuôi Hồ Chí Minh Trường Chinh Phạm Văn Đồng đó, quý vị biết không, cung cấp cho hàng ngàn lượng vàng để mà mua vũ khí. Xin lỗi quý vị nha, Tàu với Nga đó nó không có viện trợ mà nó cho đâu, mà nó bán, cho nên đó, nó lột da người Việt Nam để mà lấy tiền trả, cho nên đến nợ đó đến bây giờ vẫn còn đó quý vị. Chứ còn Tàu với Nga nó không có viện trợ không đâu, mà là nó bán đó, rồi nó tính tiền lời nữa đó. Bây giờ quý vị biết không, mỗi một người, một em bé mà sinh ra là mắc nợ cả 100 triệu tiền cu hồ đó. Nói cho quý vị biết, cả 100 triệu đó là chưa tính tiền lời đó. Cho nên người dân chúng ta sống với chế độ độc tài, độc tôn, độc ác của Cộng sản Việt Nam thì xin lỗi quý vị đó, trả nợ đến đời cha, đời con, đời cháu, đời chích, đời chắc, trả hoài không hết nợ cho Tàu Cộng đâu quý vị. Nói cho đồng bào biết đó. Cho nên quý vị thấy không, những cái diễn đàn như thế này nè là Cộng sản đó, nó chặn hết rồi. Quý vị nghĩ đi, có bao nhiêu người xem đâu, nó chặn hết rồi. Đó, nó sợ sự thật, nó rất sợ sự thật, nó chặn hết. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ đưa lên YouTube, chúng ta sẽ đưa lên YouTube thì sẽ đồng bào chúng ta sẽ được xem. Tại vì sự thật lúc nào cũng là sự thật. Sự thật là gì? Là ánh sáng. Mà Cộng sản là gì? Là vi trùng sợ ánh sáng. Cộng sản là gì? Cộng sản là gian tà sợ sự thật. Vậy thôi. Rồi, chúng ta biết đó. Thì Hồ Chí Minh, tức là nó kêu gọi cái giới khoa bản và công nhân thợ thuyền với một cái tiêu đề là chống thực dân Pháp. Thì cái thời điểm đó, thời điểm trước khi mà trước năm 75 đó, trước năm 45 đó, trước năm 45 đó chúng tôi xin lỗi. Thì quý vị biết, người dân ở ngoài miền Bắc, thì trong đó có giới khoa bản, công nhân thợ thuyền, rồi cũng có sinh viên nữa. Thì nghĩ rằng chống Pháp mà, cho nên ai cũng gọi là nô nức, cũng là quyết tâm, nghĩ là mình
có cái tinh thần dũng cảm, bất khuất, chống thực dân Pháp. Không có muốn cho... Tại vì khi mà Pháp nó đến Việt Nam, thì người Pháp là nhìn là biết người Pháp rồi, đúng không? À, đây là người Pháp rồi. À, xâm lược Việt Nam. Nhưng mà quý vị biết Hồ Chí Minh đó, người Tàu đó, thì nó giống như là người Việt vậy đó. Bây giờ nè, trong nước Việt Nam chúng ta hiện nay người Tàu rất là nhiều. Họ nói tiếng Việt. Nó học tiếng Việt, nó nói tiếng Việt không à. Rồi quý vị có biết phân biệt người nào là người Tàu, người nào là người Việt không quý vị? Chắc chắn là không. Cho nên người Tàu nó mới trà trộn vô người Việt. Cho nên Hồ Chí Minh nó mới lấy lý lịch hồ sơ của Nguyễn Ái Quốc. Nó mới xâm nhập, nó mới xâm lược nước Việt Nam chúng ta một cách dễ dàng như vậy. Thì chỉ có Đức Quốc Công mới nhìn ra sự thật này. Nếu như không có Đức Quốc Công, thì cả thế giới này ngày hôm nay không ai biết được Hồ Chí Minh là một tên thổ phỉ. Không ai biết được Hồ Chí Minh là một tên Việt gian. Không ai biết được Hồ Chí Minh là tên tội đồ của dân tộc Việt Nam. Nha quý vị. Rồi chúng tôi nói tiếp cái phần này để cho quý vị hiểu. Rồi, khi mà Hồ Chí Minh nó cướp được chính quyền của Thủ tướng Trần Trọng Kim ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thì nó mới lập ra cái chính quyền nhân dân. Chính quyền nó gọi là chính quyền nhân dân. À, cái gì? À, dân chủ Cộng Hòa. Đã là dân chủ mà còn Cộng Hòa. Quý vị thấy không? Như bên Mỹ này, đảng Dân Chủ là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa là đảng Cộng Hòa. Quý vị thấy cái tên Hồ Chí Minh này nó lắc léo, nó lập lờ không? Đánh lận con đen. Chính quyền nhân dân của nó là Dân Chủ Cộng Hòa. Để mà nó làm chủ đất nước. Đó, thì chính Hồ Chí Minh, quý vị biết, một mặt thì nó nói với người dân chúng ta, người dân chúng ta là thành phần khoa bảng, công nhân, thợ thuyền, rồi người dân chúng ta là chống thực dân Pháp. Nhưng mà một mặt á, thì nó, Hồ Chí Minh á, và Võ Nguyên Giáp đó, là điềm chỉ viên cho Tây. Nói cho quý vị biết, là điềm chỉ viên cho Tây. Để đi ruồng, gọi là bố ráp đó. Điềm chỉ viên cho Tây để mà đi bố ráp, bắt những người yêu nước thật sự. Và đồng thời, sau khi mà Hồ Chí Minh cướp được chính quyền quốc gia năm 1945, thì quý vị có biết không? Khi mà nó nắm được chính quyền trong tay rồi Hồ Chí Minh, đó, thì nó bắt đầu nó thanh toán từng người trí thức yêu nước, từng nhà cách mạng yêu nước. Đó, và nó giết sạch phú nông. Tức là phú nông là những người mà có nhiều đất điền là phú hộ đó. Như là bà Nguyễn Thị Năm đó. Sao mà chúng tôi cũng thấy lạ. Bây giờ đó, những cái hình ảnh thông tin đó coi như là đầy dẫy trên cộng đồng mạng xã hội. Mà người dân chúng ta còn nhiều người chưa thức tỉnh nữa. Cái nạn mà cải cách ruộng đất ở ngoài miền Bắc, mà nó đem bà Nguyễn Thị Năm ra nó đấu tố, nó giết trước tiên để nó làm gương cho những người khác. Nhưng rồi khi mà nó cướp được tiền bạc đất đai vàng của cải, nó có chia cho người nghèo không quý vị? Thưa không. Nó không có chia cho người nghèo. Nha. Rồi, khi mà nó thanh toán từng người trí thức yêu nước, thì nó đem cái người cộng sản của nó, cái những tên cộng sản thật sự mà nó huấn luyện ở bên Tàu đó, Hồ Chí Minh á, cái thời năm 1945 mà sau khi nó cướp được chính quyền miền Bắc á, rồi nó thanh toán từng người trí thức yêu nước, từng những nhà cách mạng chân chính, nó mới đem người của nó, cộng sản của nó đó, những cái tên cộng sản nó huấn luyện ra sẵn đó, nó thế vô cái chỗ đó, nó cứ giết xong nó thế vô, giết xong thế vô. Quý vị nghĩ đi, nó nằm ở trong cái sườn chính quyền Việt Nam, chính quyền ở ngoài miền Bắc. Đó. Rồi để làm gì? Rồi bắt đầu nó chiếm đoạt ruộng vườn, nhà cửa, đất đai, mồ hôi xương máu của người dân. Đó, mà kể cả những người đã tự hiến dân vàng bạc châu báu của cải cho bọn chúng nó, cho cái tên Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, rồi Trường Chinh, vân vân. Thì như bà Nguyễn Thị Năm chúng ta nói, quý vị thấy không? Mặt ngoài ra còn nữa. Đó,
đó, để cho bọn chúng thể hiện cái sự hợp tác, đóng góp công sức cho cách mạng. Rồi cũng bị, cuối cùng là cũng bị đem ra tòa án nhân dân chém đầu. Khi mà người ta đóng góp vàng bạc châu báu. Đó, rồi cuối cùng sao? Cướp được chính quyền là đem người ta đi chém đầu giết gì đó. Thì sau đó tất cả tài sản của cải tài nguyên đều do bọn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam làm chủ. Nó làm chủ, nó cướp rồi làm chủ. Rồi những chiến sĩ cách mạng, những người mà có công mà đóng góp cho cách mạng, quý vị thấy không? Mẹ Việt Nam anh hùng, chị Việt Nam anh hùng, đó, đào hầm, nuôi Việt Cộng để mà hy sinh cho cách mạng, để rồi làm sao? Cuối cùng rồi cũng tay trắng tay mà thôi. Và bần cố nông á, thì lại là càng bần cùng, gọi là khốn khổ hơn. Đã bần cố nông rồi, mà bần cùng khốn khổ hơn. Tại vì khi mà nó cướp được rồi, nó đâu có chia đâu. Đó, nó lừa gạt như vậy đó. Mà dân chúng ta vẫn tin Hồ Chí Minh là cái gì? Đó. Và quý vị thấy đó, chính là cái tên Tố Hữu. Tố Hữu là phó thủ tướng của cái gọi là nhà nước dân chủ cộng hòa của Cộng sản Việt Nam. Có một bài thơ rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng. Quý vị thấy không? Có một nhà thơ nào mà làm những cái câu thơ để mà đầu độc con em chúng ta không? Ủa? Nó đánh cho đế quốc Mỹ, đánh cho đế quốc Mỹ, rất là Mỹ cút mà quỵ nhào, đế quốc Mỹ về Mỹ. Ủa mà sao giờ nó cứ qua bên đế quốc Mỹ này nó xin xỏ không mày? Hả? Sao mà Nguyễn Xuân Phúc, rồi Nguyễn Minh Chính, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính. Ủa sao qua bên nước Mỹ này để mà lân la xin xỏ? Không có gì. Ủa? Đế quốc Mỹ mà. Kẻ thù của Việt Nam mà sao qua bên Mỹ xin gì? Đó. Sao hèn như vậy? Đó. Thì chúng ta thấy đó. Tố Hữu, phó thủ tướng của cái gọi là nhà nước dân chủ cộng hòa của Cộng sản Việt Nam. Mà tên này là một bài thơ, phải nói là ghê rợn, kinh khủng. Chưa có một nhà thơ nào mà làm như cái tên Tố Hữu này. Bún xào thịt ngụy mới ngon. Quý vị thấy không? Bún xào thịt ngụy mới ngon. Tức là nó ăn thịt người đó quý vị. Nó phải lấy thịt ngụy, tức là thịt của lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thịt người đó. Đó, quý vị thấy phải là quỷ không? Ma quỷ nó mới ăn thịt người. Chứ con người đó, xin lỗi quý vị nha. Chỉ có con xài lang nó mới ăn thịt đồng loại thôi. Còn ngoài ra không có một con thú nào, một con vật nào trên gọi là động vật thế giới đó, không có một con thú nào mà ăn thịt đồng loại của nó hết. Nha quý vị. Không có một con thú nào, quý vị thấy đi, không bao giờ nó ăn thịt đồng loại của nó. Nhưng Cộng sản Việt Nam nó sẵn sàng ăn thịt đồng loại của nó, là ăn thịt người dân Việt Nam đó. Đây là thơ của Tố Hữu đọc. Tôi đọc cho chú ý nghe. Bún xào thịt ngụy mới ngon, cơm trang máu Mỹ cho con đỡ lòng. Quý vị thấy chưa? Cơm trang máu Mỹ, tức là nó giết Mỹ, nó lấy máu, nó chôm vô trang để cho con đỡ lòng. Quý vị thấy thơ Tố Hữu chưa? Khủng khiếp chưa? Bún xào thịt ngụy mới ngon, cơm trang máu Mỹ cho con đỡ lòng. Ủa mà sao giờ con của những cái tên đầu sỏ Cộng sản nó qua bên Mỹ không vậy quý vị? Hả? Nó đi diệt Mỹ, nó thắng Mỹ, đế quốc Mỹ. Ủa sao giờ con của những tên đầu sỏ Cộng sản nó đi qua Mỹ, nó du học bên Mỹ, nó mua biệt thự bên Mỹ, nó mua nhà bên Mỹ, nó đem tiền qua bên Mỹ vậy? Hả? Sao kỳ vậy quý vị? Quý vị thấy chưa? Để điều đó chứng minh là gì? Sao nó không đi qua nước Tàu? Nó không qua Liên Xô, nó không qua Nga đi. Nó qua những nước cộng sản đi. Quý vị thấy chưa? Cho nên á, cái thiên đường mà của cộng sản mà nó kêu thiên đường, nó để lại cho người dân, để cho người dân ở. Còn nó thì nó dòng họ
cha con gia đình đó, nó tẩu tán, nó tẩu của tẩu tán, nó đưa con nó ra bên nước ngoài, qua bên các nước tự do. Quý vị thấy chưa? Rồi, sau khi chiếm đoạt được miền Nam Việt Nam, chính Đỗ Mười, Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, Tổng Bí Thư kiêm Thủ tướng, là tên cầm đầu cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1991 đến năm 1997, từng tuyên bố trước Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Nha quý vị, cái tên Đỗ Mười này nè, từng tuyên bố trước Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 20 tháng 2 năm 1976. Y tuyên bố rằng giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu nhà cửa, hãn xưởng, ruộng đất chúng nó. Chúng nó đây là ám chỉ người dân miền Nam đó quý vị. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì ta đày đi kinh tế mới và nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ chết lần mòn. Thì đúng y như vậy đó. Đúng là như vậy. Quý vị nghĩ đi. Giải phóng miền Nam cái nỗi gì? Ở ngoài miền Bắc, nghèo đói, nghèo xác, nghèo sơ. Không có một cái radio, tức là radio đó. Không có một chiếc xe Honda mà đi. Cướp được miền Nam rồi, chở tất cả ra ngoài miền Bắc. Chở ngày, chở đêm, xe container, xe hàng, chở gạo, thóc, mắm, muối, xe đạp, điện tử, nói chung là tất cả, chở hết ra ngoài miền Bắc. Chúng tôi còn nhớ năm 1976 rồi tới 77 là ăn độn. Miền Nam, ruộng lúa phì nhiêu, mà phải ăn độn, khoai mì, bo bo. Nó đem bo bo từ bên Tàu, bên Nga qua để cho người dân. Nó đem hết lúa gạo ra ngoài miền Bắc. Giải phóng cái gì? Ăn cướp miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa. Ăn cướp nước chúng ta mà kêu là giải phóng. Cho nên người dân chúng ta ngày hôm nay không có lầm lẫn nữa. Không có lầm lẫn nữa. Quý vị thấy không? Cái tên Đỗ Mười. Cái tên Đỗ Mười là Nguyễn Duy Cống đó. Đó. Tuyên bố ngay tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn vào lúc 10 giờ 15 phút sáng. Y tuyên bố rằng giải phóng miền Nam rồi, chúng ta có quyền tịch thu nhà cửa. Bởi vậy quý vị thấy không, nó vào nó tịch thu nhà cửa chúng ta, mà nó lựa nhà đẹp, nhà giàu, biệt thự nha, nó cướp á. Chứ nhà mà xoàn xoàn á, gọi là cấp 4 hay là nghèo xác xơ, nó không có lấy, nó không có cướp. Nó tịch thu nhà cửa, rồi hãng xưởng, rồi ruộng đất chúng nó ở đây là ám chỉ người dân miền Nam. Rồi xe chúng nó thì ta đi, ăn cướp mà. Xe chúng nó ta đi, vợ chúng nó ta lấy, con chúng nó ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó ở đây là dân gọi là quân cán chính đó quý vị. Thì ta đày đi kinh tế mới và nơi rừng sâu nước độc, chúng nó sẽ chết lần mòn. Quý vị thấy không? Thì quý vị biết đó, cái thủ đoạn âm mưu kinh khủng của Cộng sản Việt Nam. Quý vị có biết rằng đó, nhà tù sau năm 1975, mà quý vị biết dân quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, Cộng sản Việt Nam, quý vị biết hồi trước đây á, mà khi mà tức là các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà bắt được tù binh của Cộng sản đó, thì vẫn còn tài liệu, quý vị xem quý vị thấy đó. Bắt được tù binh Cộng sản đó, họ rất là nhân đạo, họ không hề đánh. Họ không hề đánh. Họ bắt lên thì đồng ý là phải trói tay lại rồi. Nhưng mà không có trói chân đâu quý vị. Không có trói chân, chỉ trói tay thôi. Rồi họ hỏi han, họ lấy bánh giò, họ lột bánh giò, họ đút cho ăn. Ăn no xong rồi,
lấy nước cho uống. Uống xong rồi hỏi có hút thuốc không. Họ đốt thuốc, mồi thuốc cho hút. Và thậm chí những anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa chữa vết thương, chữa vết thương cho Việt Cộng đó, gọi là Việt Cộng đó. Thì quý vị có biết không, khi mà gọi là tù binh của Việt Cộng mà bị bắt đó, bị bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt, họ thậm chí họ không muốn trở về bên đó nữa. Họ không muốn trở về, tại vì họ trở về họ sẽ bị thủ tiêu. Quý vị có hiểu không? Tại vì họ qua bên đây, họ được các anh em chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đối xử rất là tử tế, rất là tốt. Khi mà trả về miền Bắc, về bên Việt Cộng, bên chiến tuyến của họ, họ không có chịu. Và những anh em nào mà được trả về đó, mà khai đó, rồi qua bên đây mà được đối xử tử tế, nó thủ tiêu ngay tức khắc, không có thấy mặt được vợ con đâu, không thấy mặt được người thân đâu quý vị. Tại vì nó để đem về đây rồi tuyên truyền sao? Tuyên truyền sự thật sao? Tại vì Cộng sản nó rất sợ sự thật. Mà quý vị nên nhớ nè, những mà quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đó, khi mà nó bắt vào tù, nó đày đọa đó, nó xiềng xích, nhất là những cái trại tù ngoài, ở ngoài, ở ngoài Hoàng Liên Sơn đó, tức là ngoài Tuyên Quang đó, đó tức là Cổng Mặt Trời đó, thì nó lại tàn ác lắm. Ra đi đó, khó mà còn mạng để mà trở về. Còn những ai á mà đã từng ở trong tù Cộng sản rồi đó, thì quý vị biết không, khi mà nó thả ra tù đó thì chỉ có đau với bệnh, bệnh hậu mà thôi. Có nếu mà còn sống thì cũng cù bơ cù bất, chỉ có bệnh hậu mà thôi. Tại vì sao? Khi mà ở tù Cộng sản, chúng nó rất là độc ác, độc ác kinh khủng lắm. Đến nỗi mà khi mà được thả ra rồi đó, quý vị biết không, họ như người mất hồn vậy đó. Thậm chí họ không bao giờ dám kể những cái sự việc xảy ra ở trong tù như thế nào. Những cái sự việc mà Cộng sản nó đã đày đọa, nó đã đối xử với những quân dân cán chính và những người tù, mà bất cứ là tù gì cũng vậy, như thế nào? Tại sao không dám kể? Về nhà rồi mà người thân hỏi ở trong tù sao, bị gì, nó đối xử ra sao, quý vị có biết không? Im thinh thích, không dám kể sự thật. Sợ đến mức độ như vậy đó. Là để cho quý vị, chúng tôi nói để cho quý vị biết là Cộng sản nó ác kinh khủng. Chúng tôi nói thật quý vị nha. Như là mình nói là Hitler Đức, đúng không? Hitler Đức hay là phát xít Nhật, hay là cái nhà độc tài nào trên thế giới, bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, cũng chưa ác bằng Cộng sản Việt Nam. Cộng sản Việt Nam là ác nhất trên thế giới này, trên thế gian này. Chúng tôi khẳng định điều này. Quý vị có biết rằng có những người mà tội nghiệp lắm, khi mà ở tù ra rồi đó, quý vị biết không, họ không hề dám kể cái gì xảy ra trong tù hết. Có hỏi họ cũng không nói. Họ phải giữ trong lòng cho đến khi cuối đời, đến khi chết đi là thôi. Tức là sống để bụng, chết mang theo. Và có thậm chí có những người mà đã đi ra Mỹ này nè, đi ra bên Hoa Kỳ, cũng không dám kể luôn. Nói như vậy cho quý vị biết là Cộng sản là ác như thế nào. Nó ác đến mức độ, tại vì sao không dám kể, quý vị hiểu không? Tại sao không dám kể? Kể ra một cái là bị nó thủ tiêu, mất xác luôn. Thủ tiêu, mất xác luôn. Nói cho quý vị biết. Tức là nó thủ, lúc nào khi mà nó thả tù nhân về rồi đó, thì nó theo sát sao lắm. Nó cho người theo dõi sát sao. Nếu mà chúng ta nói những cái lời nói, những cái sự việc xảy ra trong tù chúng ta nói, thì nó sẽ thủ tiêu, bó chiếu, vứt xác, mất tiêu luôn, gọi là mất xác. Chết không biết lý do sao chết, không biết lý do mất tích.
Nói như vậy đó để cho quý vị biết Cộng sản là ác như thế nào. Cho nên những người ở trong tù, ở trong tù Cộng sản rồi đó, tại sao nó ác như vậy quý vị? Cái thủ đoạn của Cộng sản nó như vậy đó. Nó làm cho con người ta nhục chí, làm cho con người ta mất đi cái nhuệ khí. Chúng tôi kể một hai cái ác cho quý vị nghe. Tại sao chúng tôi biết? Tại vì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là người, ngài rất thấu hiểu, hiểu rất là thấu hiểu tường tận cái bản chất của Cộng đảng. Ngài rất hiểu cái bản chất của Cộng đảng. Ngài rất hiểu. Cho nên quý vị biết khi mà đối đầu với Cộng quân mà không biết được Hồ Chí Minh là người Tàu thì không bao giờ thắng được Tàu Cộng, thắng được Cộng sản Việt Nam. Quý vị biết rằng khi ở trong tù Cộng sản, dân quân cán chính nó nhốt một cái hầm, một cái chu vi không đủ chúng ta đứng, chỉ ngồi thôi, mà nó xiềng những cái sợi lồi tối á, bằng cái cùm tay, nó quấn từ trên cổ xuống. Cứ ngồi như vậy đi, một thời gian ra là coi như lết thôi, lết không nổi. Nhưng mà cái đó còn nhẹ. Quý vị thấy điển hình như cha Lý không? Cha Nguyễn Văn Lý không? Cha Công Lý đó. Tức là cha rất là, có thể nói là rất là can đảm để mà cất lên cái tiếng nói công lý, cái tiếng nói công chính. Thì sao? Thì Cộng sản Việt Nam nó bắt cha ra tòa, nó nhốt, nó cho cha ngồi khòm lưng. Quý vị thấy khi mà cha được thả ra tù đó, cha phải đẩy một cái xe lăn, đẩy một cái xe bốn bánh mà cái lưng cha khòm nha, cha khòm. Để làm gì? Để nó cảnh cáo cho những vị linh mục khác, những chủ chăn khác nhìn đó mà xem cái gương của cha Lý đó. Cất lên một lời nói chính nghĩa đi, rồi sẽ thấy. Rồi bắt đầu cái lưng, cái xương mình khòm như vậy đó. Tức là để mà nó nói là nó công lý đó. Công lý là coi như cái lưng cong luôn đó. Cho nên chúng ta thấy không? Có một vị linh mục nào, cái đức giám mục nào hay là chỗ nào hay là vị nào mà dám nói tội ác của Cộng sản không? Dám cất lên một lời nói chính nghĩa không? Không. Làm sao dám? Cái gương cha Lý đó. Và cái gương của cha Trần Ngọc Thanh đó. Nếu có người mà dám nói lên sự thật thì nó cũng tìm cách nó giết thôi. Cho nên chúng tôi nói thật quý vị, ở trong nước, từ Phật giáo hay là Công giáo hay là Hòa Thượng hay là các cha, các linh mục đó, hay là Đức Giám Mục, những vị chủ chăn đó, không bao giờ dám lên tiếng đâu. Mà hiện nay đó là Cộng sản nó xâm nhập hết rồi. Cho nên chúng ta phải biết điều này. Chúng ta muốn cứu nước là chúng ta phải ủng hộ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, dưới sự lãnh đạo anh minh của Đức Quốc Công. Đó. Thì chúng tôi nói tiếp cái ác của Cộng sản cho quý vị nghe. Quý vị có biết rằng ở trong tù đó nó nhiều cái phải nói một cái ác ghê lắm. Nó giết chúng ta, nó không có đem ra nó xử bắn đâu. Nếu mà nó xử bắn chúng ta là nó còn khoan hồng đó. Nhưng không. Quý vị biết cây tre đó. Cây tre không? Cái ruột tre đó. Nó chuốt cái ruột tre mỏng, giống như là cây tăm á. Nhưng mà cái tre thì quý vị biết, mỏng mà dài. Nó chuốt chừng khoảng một tấc thôi. Mỏng như cây tăm á, một tấc thôi. Nó bắt á. Nó bắt người mà ở tù đó, tù nhân đó, tức là ngồi lên cây tre đó, mà cái cây tre, cái cọng tre đó, cọng tre mà nó chuốt nhỏ xíu đó, như cây tăm á, vậy nè. Mà quý vị biết ngồi ở đâu không? Ngồi vào cái hậu môn đó. Tức là phải đâm vào cái hậu môn đó.
Thì cái cây tre chừng khoảng một tấc thôi, nhưng mà nó nhỏ như cái tâm, nó đâm vào hậu môn, nó bắt người người dân mình đó, mà ở tù đó, ngồi trên cái hậu môn đó, ngồi trên cây tâm đó, rồi hai cái tay này nó trấu vậy nè, làm được cái gì? Thì quý vị biết á, cây tre, cái cọng tre đó mà nó đâm vào hậu môn á, thì sao? Thì dần dần rồi thì nó hoại tử, nó ung thư, nó gây ra vết thương. Mà quý vị thấy không? Quý vị nghĩ cái hậu môn của chúng ta là da non, mà nó đâm vào như vậy đó, rồi bị hoại tử, bị ung thư, chết dần chết mòn. Mà khi mà nó thả ra rồi đó, cũng bệnh, mà không dám kể. Ra ngoài mà kể tội ác đó, nó thủ tiêu liền. Quý vị thử nghĩ đi, bây giờ những ai mà ở tù á, ở tù cộng sản rồi ra mà nó có nhiều người, nó chích ba cái ma túy vô người, rồi nó chích thuốc tâm thần nữa, ra ngơ ngơ ngáo ngáo. Những người mà vô mà nó bắt vô mà nó tra tấn á, nó làm khủng hoảng tinh thần đó, chừng một tháng thôi, đi ra ngoài á, nói thiệt quý vị, ngơ ngơ ngáo ngáo. Tức là không còn tinh thần, không còn bình thường nữa, hoảng sợ quá, sợ quá, không còn trí nhớ nữa. Cộng sản nó ác như vậy đó nha. Chúng tôi hôm nay nói vài cái tội ác cộng sản cho quý vị nghe, nó bắt người dân chúng ta vào tù nha. Đó rồi, một là cây tre đó, tức là chúng tôi nói cây tre nhưng mà nó lấy cái ruột tre, nó chút nhỏ như cọng tâm đó, nó đâm vào cái hậu môn nó cho ngồi đó. Rồi thứ nhất ha, chưa nói. Còn có vấn đề mà có người nói à, nó bắt là đóng cái cây xà beng mà đóng lún xuống, cái chuyện đó là bình thường. Rồi có khi nó bắt cởi quần áo trần truồng cho ngâm xuống nước ha, ngâm xuống nước để mà từ từ bệnh chết. Nhưng mà cái đó còn nhẹ nha, còn cái này nữa nè. Cho nên cái thủ đoạn cộng sản nó ghê lắm, nó rất là ghê gớm. Rồi quý vị biết cái nẹp tre không? Cái nẹp tre đó, cái nẹp tre quý vị biết chứ gì đó. Thì cái nẹp tre nó cắt một khúc như vậy nè, nó chẻ ra làm hai, nó chẻ vô làm hai. Rồi quý vị biết nó làm cái gì đối với người dân chúng ta mà ở tù không, tù binh thôi, tù nhân không? Nó trói hai cái tay ngoài sau rồi làm được cái gì đó. Đàn ông á là nó cho kẹp cái đầu, cái là thằng nhỏ đó, kẹp cái củ quý của đàn ông đó, nó kẹp một chút xíu thôi, nó lấy cái nẹp tre đó nó kẹp cái đầu đó chút xíu thôi. Nhưng mà quý vị có biết là nó đau, nó đau cỡ nào không? Nó đau thấu trời thấu đất không? Bây giờ một con kiến mà cắn quý vị còn chịu không nổi, huống chi mà cái nẹp tre đó. Thì chúng tôi nói cộng sản nó ác như vậy đó, mà nó cho kẹp vào cái đầu của thằng nhỏ, của người đàn ông đó, một chút xíu thôi, chỉ trong vòng 2 ngày thôi nó tháo ra, thì coi như là liệt luôn, liệt dương luôn đó. Về sau này có lấy vợ cũng không có sinh con được. Thì chúng tôi nói nó ác như vậy đó. Đó là chúng tôi kể vài câu chuyện cho quý vị biết. Cho nên cộng sản đó, là sau năm 75 đó, là nó bắt dân quân cán chính, nó đối xử rất là giống như là trả thù đó, rất là độc ác. Mà trong khi trước đó đó, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta mà bắt được tù binh đối xử rất là tử tế. Tại vì chúng ta không có hận thù. Rồi chúng ta kể một câu chuyện này cho quý vị nghe. Khi mà Đức Quốc Công ở trong trại tù đó, thì quý vị có biết không? Tức là một nhóm người, một toán là 5 người. Thì cái tên quản giáo đó, lâu lâu á, thì nó đem cho một cục đường tán. Một cục đường tán là quý vị biết đường tán Tây Ninh nó nhỏ, nó vuông như vậy nè. Thì nó cũng không có mềm lắm, mà nó cũng không có cứng lắm. Nhưng mà cục đường tán hình vuông nhỏ, nó bảo rằng chia cho 5 người. Tại vì một toán là 5 người, chia cho 5 người. Thì quý vị cứ nghĩ đi, cục đường tán vuông nhỏ xíu, mà tại sao nó không chia làm 4, mà nó lại kêu chia làm 5? Mà phải chi nó đưa cục đường tán rồi nó bỏ đi đi. Ở đây anh em chia làm 5, thì tự người ta muốn chia sao, người ta chia là quyền của người ta. Không,
Nó đưa cục đường tán đó, rồi nó đứng đó nó canh. Nó cầm cái cây súng AK nó canh. Nó coi chia làm sao? Nó coi chia bằng cách gì? Tại vì quý vị khi biết rằng đó, ở trong tù đó, cái cục đường tán nó quý dữ lắm. Cục đường nó quý lắm. Nó quý hơn hơn vàng nữa. Có thể chúng ta có một cục vàng hay là một cây vàng, chúng ta có thể đánh đổi một cục đường tán. Nói cho quý vị biết. Ở trong tù á, bây giờ quý vị có một thỏi vàng quý vị ăn đâu có được. Tức là nó đâu có cho ăn uống gì đâu. Cho nên khi mà lâu lâu mà nó cho cục đường tán là quý dữ lắm. Nhưng mà cục đường đó, đó nó kêu chia làm năm đi, chia trước mặt cho nó coi. Tại sao như vậy? Tại sao mà nó bắt chia làm năm? Tại vì khi mà cục đường đó đó, quý vị biết không? Mà nó không có dao để cắt nó nha. Tự tay bẻ ra. Mà bẻ ra làm năm á, thì nó sẽ nát. Rồi nó nát nhiều khi nó rơi xuống đất. Hay là nó nát rồi bắt đầu cái nát nó phải chia ra làm năm. Thì rất là khó chia. Tại vì cục đường tán nó không phải là như giống như cái bánh da lợn. Mà chúng ta cầm dao chúng ta cắt làm năm, làm sáu, làm bảy, làm tám. Nha. Cho nên không có chia được. Tại sao? Cái đó là cái thủ đoạn độc ác, hiểm ác của Cộng sản. Tại vì nó đứng đó, nó để coi năm người này chia như thế nào. Là vì nó muốn biến con người của chúng ta. Muốn biến năm người của chúng ta nè. Thì khi mà chia không đồng đều, có thể giành nhau. Tại vì đói quá, thèm quá mà. Giành nhau, đánh nhau. Để biến con người ta không còn mất đi cái nhân cách, mất đi cái liêm sĩ, không còn liêm sĩ, mất đi cái nhân cách. Quý vị có hiểu không? Đó là thủ đoạn âm mưu, thủ đoạn rất là độc ác của Cộng sản. Thay vì nó đưa cục đường tán nó rồi đó, năm người chia ra đi, thì để tự anh em người ta chia như sao? Nhưng không, nó đứng nó canh. Thì lúc đó đó, Đức Quốc Công đó, mới có một cái sáng kiến rất là hay. Ngài mới nói với bốn người lúc đó ở tù đó, thì Ngài mới nói rằng là cục đường này chỉ chia được làm bốn thôi, và mỗi lần chia thì sẽ có một người nhịn để cho bốn người kia ăn. Thì Đức Quốc Công là người tự nguyện nhịn đầu tiên. Đó. Thì Đức Quốc Công mới nói là bây giờ anh em cứ bẻ làm hai, rồi mỗi phần nữa bẻ làm hai nữa. Thì chia như vậy, nó rất là dễ chia và nó không bị bể. Thì đó là cái sự sáng kiến. Tức là từ đâu? Từ tình thương Đức Quốc Công. Thì quý vị biết rồi đó, thông thái nhất của ta là tình thương. Cho nên trong Thập Bát Thức, điều thứ bảy mà Đức Quốc Công dạy cho chúng ta, dạy cho chúng tôi là thông thái nhất của ta là tình thương. Thì Đức Quốc Công nói thôi, cục đường này không cần phải chia làm năm đâu. Bây giờ anh em chia làm bốn người đi. Tôi nhịn cho anh em ạ. Nhưng mà quý vị có biết không? Cái tên quản giáo này nè, nó cầm cái súng AK nó canh. Nó không đồng ý. Khi mà Đức Quốc Công nói như vậy đó, thì quý vị biết rằng nó trở cái bắn súng đó, nó quất thật là mạnh vào cái bên hông của Đức Quốc Công, vào cái xương sườn của Đức Quốc Công. Nó quất mạnh đến nỗi mà phải nói là đổ máu, và Đức Quốc Công xỉu ngay tại chỗ, không còn biết trời đất gì luôn. Quý vị thấy chưa? Một cục đường, câu chuyện một cục đường trong tù, trại tù Cộng sản. Chúng tôi kể ra sự thật cho quý vị thấy. Tức là Cộng sản Việt Nam, cái thủ đoạn hiểm ác, rất là độc ác của Cộng sản Việt Nam ở trong trại tù. Đó. Rồi sao? Khi mà Đức Quốc Công xỉu rồi không biết gì đó, thì nó mới kéo sành sệt, nó lôi Đức Quốc Công. Nó nhốt, nó liện vào cái connect. Quý vị biết cái connect không? Cái connect đó là nó vuông, nó nhỏ vậy.
tức là nó luyện vào trong đó, nó bằng sắt cái connect á, rồi nó mới khóa cửa lại, nó quăng vào đó, nó nghĩ là quăng vào đó thì sống chết mặc kệ, sống thì sống, chết thì nó quăng xác nó chôn, nói là chôn chứ thật sự nó quăng xác nó thành, nó cần vấn đề cộng sản mà. Thì quý vị biết rằng đó, nó nhốt Đức Quốc Công, nó nhốt ngài, quý vị có biết mấy ngày không? 7 ngày 7 đêm, 7 ngày 7 đêm trong cái connect đó. Thì nó nghĩ rằng là Đức Quốc Công đã chết rồi. Quý vị biết cái connect bằng sắt đó, ban đêm á, mà trời lạnh á, thì nó sẽ hấp thu cái lạnh đó, lạnh thấu xương. Mà ban ngày á, mà nắng nóng á, thì cái nóng của nó cũng phải nói rằng là gọi là nóng, gọi là cháy da, cháy gan, cháy phổi, không chịu nổi. Nhưng mà quý vị có biết rằng một cái phép màu nhiệm đã xảy ra. Chúng tôi kể câu chuyện này để cho quý vị thấy được cái thủ đoạn độc ác của Cộng sản và cái sự màu nhiệm đã xảy ra với Đức Quốc Công ngay lúc đó. Khi mà nó mở cửa, nó mở cái khóa, cái connect đó, thì nó không thể nào ngờ được rằng Đức Quốc Công từ từ ngồi dậy, đứng lên và từ từ bước ra khỏi cái connect đó. Vẫn sống bình thường. Và cái vết thương tự tự, tự nhiên nó lành. Thì lúc đó nó còn da non, nhưng mà nó lành. Quý vị thấy không? Một phép màu nhiệm đã xảy ra. Thì chúng ta thấy đó, như là Chúa Giêsu Kitô chết 3 ngày, sống lại, bị quân dữ đánh chảy máu, bắt Chúa đội mũ gai, bắt Chúa đóng đinh trên thập tự giá trong 3 giờ đồng hồ. Mà trong những lúc mà Chúa bị như vậy, nhịn đói nhịn khát cho đến chết, rồi khi Chúa chết đi 3 ngày sống lại, tức là ngày thứ 6 chết đúng không, thứ 7 chủ nhật là sống lại, chưa đến 3 ngày nữa, nhưng mà cho là 3 ngày sống lại. Còn Đức Quốc Công của chúng ta, ngài chết đi 7 ngày 7 đêm, ngài sống lại. Vậy thì ngài là ai? Vậy thì ngài là ai? Chúng ta phải đặt câu hỏi và tự trả lời đi. Đó, thì ngài là con của Thượng Đế, con của Cha Trời. Ngài là chân mệnh Thiên Tử. Ngài là con của Thượng Đế. Và một phép màu đã xảy ra, một phép màu nhiệm đã xảy ra. Bây giờ chúng tôi nói cho quý vị biết, cho dù quý vị không có bị đánh, bị ngất xỉu đi, mà nó chỉ lôi quý vị nó nhốt trong cái connect đó 7 ngày 7 đêm, không cho ăn, không cho uống. Quý vị ngồi trong đó, quý vị chết khô, chết khát, quý vị cũng chết. Đừng có nói chi mà sống lại, đi ra một cách bình thường. Thì có phải rằng ơn trên Thượng Đế đã coi như là lúc nào cũng theo phò hộ cho ngài không? Phù hộ cho ngài hay không? Đó. Tại vì sao? Tại vì ngài là chân mệnh Thiên Tử, ngài là con của trời của Phật, ngài không thể nào chết được. Nếu ngài chết được ngày hôm nay, lấy ai cứu nước Việt Nam? Lấy ai cứu dân tộc Việt Nam? Đó. Quý vị thấy đó. Đó là chúng tôi kể một câu chuyện nhỏ của Đức Quốc Công khi ở trong trại tù của Cộng sản đó. Và qua cái câu chuyện cục đường đó, để cho chúng ta thấy được là Cộng sản nó rất là thủ đoạn. Lúc nào nó cũng biến con người chúng ta mất đi cái nhân cách, tức là cái cách sống của mình. Rồi không còn cái liêm sĩ nữa. Tranh giành, từ cái tranh giành đó mới hận thù, ganh ghét nhau, hận thù nhau, chém giết lẫn nhau. Nhưng mà Đức Quốc Công, ngài rất là thông thái, rất là có cái sáng kiến. Đó. Nhưng mà Cộng sản, cái tên quản giáo nó đâu có chịu. Nó mới lấy bá súng nó đánh ngài. Nhưng mà quý vị thấy không? Đúng là một phép màu nhiệm đúng không? Đó, chết đi, nằm trong cái connect đó 7 ngày 7 đêm.
rồi sống lại. Khi mà nó mở cửa, nó không ngờ là ngài đi ra bình thường. Nhưng mà thật sự đó, thì những tên quản giáo, nó phải nói, mình nói dùng cái từ lại là nó ngu dốt lắm. Nó đâu có nhìn ra Đức Quốc Công là ai. Chứ nếu chúng ta đó, chúng ta sẽ nhìn ra liền. Tại sao vị này nhốt trong đây 7 ngày 7 đêm mà vẫn còn sống bình thường? Đó là một điều rất là huyền bí, rất là kỳ lạ, rất là huyền bí. Đó, thì chúng ta thấy đó, Đức Quốc Công là chân mệnh thiên tử. Rồi, chúng tôi nói kể tiếp cho quý vị nghe, đó là chúng tôi nói về cái thủ đoạn của Cộng sản, và còn nhiều lắm, rất là nhiều, nhiều lắm. Cho nên những ai, quý vị biết không, chỉ có Đức Quốc Công mới dám nói ra sự thật, chỉ có ngài mới nói ra sự thật thôi. Tại vì Cộng sản nó sợ ngài, chứ ngài đâu có sợ Cộng sản. Còn những người mà từng ở trong tù Cộng sản đi về nhà rồi, không bao giờ dám kể những cái câu chuyện xảy ra ở trong tù đâu nha quý vị. Kể ra là nó thủ tiêu đó. Quý vị để ý đi, bây giờ những ai ở tù Cộng sản ra, quý vị hỏi ở trong tù nó đối xử sao? Nó đối xử được lắm hay tốt lắm này kia nọ. Dám nói sự thật không? Đâu có dám. Mà nó trả về là coi như là có bệnh hậu đó. Bệnh hậu tức là bệnh này mình sẽ sinh bệnh mà chết đó. Còn xương với da đó, nói cho quý vị biết. Thì quý vị biết không, hiện nay đó, ngay cả những gọi là những cái vùng gọi là rừng thiên nước độc mà trước đây đó, nó gọi là bọn ngụy đó, lính Việt Nam Cộng Hòa nó gọi là bọn ngụy đó, chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa nó gọi là bọn ngụy đó, rồi nó bắt lên rừng sâu núi xa để chết lần chết mòn, là cái tên Đỗ Mười nó tuyên bố đó, thì họ mới đổ mồ hôi xương máu. Họ làm rẫy, họ chặt rừng, họ khai thác rừng, họ đốn rừng, đúng không? Ai mà đi vùng kinh tế mới là biết cái điều này, đúng không? Rồi khai khẩn đất hoang, rồi mới là trồng lúa, trồng cây ăn trái để mà màu mỡ. Xương máu tức là người dân của mình đổ biết bao nhiêu mồ hôi xương máu để biến thành những cái ruộng nương màu mỡ, những cái vườn cà phê hay là những cái vườn trái cây. Thì bọn Cộng sản Việt Nam lại tiếp tục dùng vũ lực xâm chiếm. Cái sự thật này chúng tôi nghĩ rằng người dân trong nước ai cũng biết. Ai cũng biết. Nó ràng ràng trước mắt quý vị đó, chứ không đâu xa. Nó để cho người dân mình trồng bao nhiêu mẫu mì, trồng bao nhiêu mẫu lúa, trồng bao nhiêu mẫu cà phê, mẫu trà, mẫu tiêu. Bây giờ nó nói là đất này coi như là nó gọi là cái gì? Nó tịch thu để mà nó làm cái gì của nó đó. Rồi nó bồi thường cho 1 triệu thì nó bồi cho 1 đồng 10 đồng thôi. Lấy không? Không lấy hả? Đem xe tẹt, xe ủi lại. Ăn cướp mà, đúng không? Đó, thì quý vị cũng, người dân chúng ta cũng từng bị rất là nhiều hồi nào giờ. Rồi hàng ngàn người tiếp tục bị Cộng sản Việt Nam truy lùng, bắt bớ, giam cầm, khủng bố, sát hại. Mà không có lý do chính đáng. Với những cái lý do mơ hồ thôi. Chống chính quyền. Người dân mình mà mở miệng ra nói cái gì? Chống chính quyền. Tại vì sao? Tại vì không có tự do, dân chủ, nhân quyền gì cả. Mà thấy cái gì bất bình mà nói một cái là chống chính quyền. Nó bắt, nó giam cầm, khủng bố, sát hại. Rất là dã man. Đó. Là hay là nó làm mất an ninh trật tự, vân vân. Để cái lý do để mà nó cướp nhà, chiếm ruộng, với sự tiếp tay của bọn truyền thông bất lương tung hứng. Cái bọn truyền thông bất lương thì nó nói theo một chiều của Cộng sản thôi, tức là tung hứng đó. Thử hỏi những người, những cái hành vi phạm pháp như vậy đó, Cộng sản Việt Nam có quyền gì để xét xử dân Việt? Bắt người là Cộng sản, giam người là Cộng sản, quan tòa là Cộng sản, đồng bào trốn chạy đi đâu cho thoát khỏi cái móng vuốt của chúng ấy gì? Không có chạy đi đâu hết. Quý vị thấy đó, bây giờ á, Cộng sản nó khoanh vùng từng đối tượng. Bây giờ hiện nay nó khoanh vùng đối tượng nào, quý vị có biết không? Đối tượng mà giàu có rất nhiều tiền á. Bây giờ tại vì sao? Người dân của chúng ta là kẻ thù tiềm ẩn. Tiềm ẩn có nghĩa là ai cũng có thể trở thành kẻ thù của Cộng sản cả. Quý vị thấy đó, như là ở Đại Nam đó,
Đó, bây giờ chủ Đại Nam đó, bây giờ là coi như là tội nặng dữ lắm đó. Tội có tiền, tội giàu đó. Bây giờ nó giam người, nó giam cầm, rồi bắt đầu nó tịch thu hết tài sản. Rồi mấy cái tiệm vàng mà giàu có ở ở Hậu Giang đó, quý vị thấy không? Những tiệm vàng mà giàu á, rồi đó, nó kiểm tra, nó nói à, tiệm vàng này trốn thuế, tiệm vàng cái đóng thuế không đủ, nó vô nhà. Quý vị thấy á, nó vô nhà, nó lục, nó tịch thâu hết tiền, đô, vàng, bạc, của cải, tiền mặt, nó tịch thâu hết tất cả. Rồi nó còn giam mình nữa. Thì nó phải phủ đầu như vậy chứ, nó cướp mà. Chứ đâu phải tự nhiên nó là giờ tôi vô tôi cướp. Nhưng mà cướp đó về làm gì? Của cải tài sản đó, ai chia? Những tên đầu sỏ cộng sản nó chia đó. Chứ không phải nó cướp đó mà nó lấy lo cho người nghèo đâu. Ăn cướp mà. Cho nên quý vị phải biết rằng không còn con đường nào để quý vị chọn lựa đâu. Ngoài con đường là quý vị phải ủng hộ cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, ủng hộ tôn vinh ngài lên ngôi hoàng đế. Chỉ có một con đường duy nhất mà quý vị phải trưng cầu dân ý, mà quý vị phải theo Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân mà thôi, thì quý vị mới cứu được quý vị và gia đình quý vị. Không có cách nào nữa đâu. Chúng tôi nói thật, bây giờ quý vị ở trong nước, quý vị có tiền giàu cỡ nào, cộng sản nó biết hết. Quý vị nên nhớ rằng đó, coi như là quan tòa là cộng sản, pháp luật cũng là cộng sản, rồi ngân hàng cũng là cộng sản, viện kiểm sát cũng là cộng sản, cái gì cũng là cộng sản cả, nó nắm hết rồi. Quý vị thấy từ bữa giờ mấy tháng nay nó vào khám xét nhà mấy cái tiệm vàng á, tiệm vàng ở dưới miền Tây đó, quá trời tiền đô, quá trời vàng, nó lấy hết. Chưa đâu, nó còn giam người nữa đó. Nó vừa ăn cướp vừa la làng, nó nói cái người này có tội nè. Quý vị có biết không? Những thành phần đối tượng mà nó để ý là những người có tiền nhiều, rồi từ từ đó, từ từ nó mới từ từ mà nó cướp hết những người giàu, rồi bắt đầu xuống từ 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 từ. Thì người dân của chúng ta không ai chạy thoát khỏi bàn tay nanh vuốt của cộng sản. Nói cho quý vị biết. Đó, quý vị thấy đó, bữa nay chúng tôi nói đó. Chúng tôi không có nói tên những vị đó ra. Thì chúng tôi chỉ nói là coi như là cái gì? Khu du lịch Đại Nam đó. Khu du lịch Đại Nam đó. Cho nên khi á mà làm chủ đó thì nghĩ rằng là mình không ai chính quyền nhà nước không bao giờ dám đụng tới mình đâu. Tại mình thân thế mình quen lớn, xin lỗi quý vị, quen lớn cỡ nào, giàu cỡ nào, mạnh thần mạnh thế cỡ nào, nhưng mà cộng sản nó để cho quý vị nói, để quý vị lòi ra cái tài sản quý vị. Khi mà nó muốn tịch thu tài sản quý vị nó dễ lắm. Nó cho công an vào cuộc, nó nói cái người này là phạm tội, phạm pháp, cần phải bắt giam để mà điều tra. Đến chi? Tịch thâu hết tài sản của quý vị. Bây giờ hiện nay là nó kiếm những người giàu đó, những người có nhiều tiền đó. Những người là coi như là tỷ đó, giàu đó. Nha. Rồi xong rồi bắt đầu nó sẽ gom từng thành phần, tức là đối tượng của nó. Ai dám chống đối? Còn cái lũ mà truyền thông bất lương đó, thì nó tung hứng lên. Nó nói chủ tiệm vàng này tên này nè, coi như là tại vì trốn thuế, khai không đầy đủ. Xin lỗi quý vị đó, 1 triệu người, 100 triệu người, không ai dám khai sự thật. Ủa khai hả? Khai sự thật, nó đánh thuế hết lấy gì người ta ăn. Nhưng mà chính vì cộng sản, nó dạy con người ta như vậy. Tại vì chính những tên đầu sỏ cộng sản, những cái đảng cộng sản, nó có nói sự thật không? Chúng nói là chuyên môn nói láo. Chúng nó dạy cho con người dân nói láo. Dạy cho dân ta phải nói láo. Chính chúng nó là nói láo, chuyên môn nói láo. Tại vì cộng sản là vi trùng sợ ánh sáng, chúng nó lại gian tà, nó sợ sự thật, cho nên nó nói láo. Đó. Cho nên chúng tôi, mọi người hãy nên thức tỉnh đi. Hãy nên thức tỉnh đi. Nếu quý vị không thức tỉnh, để quý vị theo chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, quý vị vùng dậy, đứng lên, ủng hộ
cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân làm hoàng đế. Nếu quý vị không ủng hộ, quý vị không tự cứu quý vị, không ai cứu quý vị đâu. Chúng tôi nói rõ điều này. Không phải ngồi đó mà chờ đợi. Chính chúng ta cứu chúng ta. Quý vị không nên tiếp tục im lặng để làm những con mồi cho Cộng sản nó cấu xé quý vị, nó ăn cướp của quý vị. Chúng ta không phải là một đàn bò mà chỉ biết trốn chạy, mặc tình cho lũ Cộng sản tha hồ phân tán, bắt bớ từng người, phá nát từng gia can. Đã đến lúc toàn dân phải can đảm và mạnh mẽ đứng lên, ủng hộ chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đệ tam Việt Nam Cộng hòa, dưới sự lãnh đạo minh sáng, tài đức, lưỡng toàn của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, triệt hạ cho được bọn đầu sỏ Cộng sản sói lang. Chúng nó là thuộc thành, chúng nó là sói lang chứ không phải là con người. Tham tàn. Cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng tôi nói rõ cho đồng bào biết, không phải là chính quyền nhân dân. Cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phải là chính quyền nhân dân. Bọn đầu sỏ chúng nó không có do toàn dân chúng ta bầu lên, đúng không? Bọn đầu sỏ Cộng sản chúng nó không có do toàn dân chúng ta bầu lên. Và tên Hồ Chí Minh cầm đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam đang thống trị nước ta chỉ là một thổ phỉ Vân Nam, dâm ác, dâm tặc. Hồ Chí Minh là một tên thổ phỉ Vân Nam. Tên thật của y là Siêu Côn Lĩnh, con của Siêu Côn Quán quê ở Vân Nam. Là một tên dâm ác, một hình nộm do Tàu Cộng nặng ra. Không phải là cha già dân tộc, chỉ là một tên tội đồ của Việt Nam. Y đã bị lột mặt nạ, đã bị Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lột mặt nạ tại UNESCO năm 1990 rồi. Và cả tập đoàn của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa chúng nó chỉ là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tay sai Tàu Cộng, chưa hề phục vụ cho quyền lợi chân chính của dân tộc, mà trái lại còn dâng hiến, bán đất, buôn dân, gây bao thương tâm, đau khổ chết chóc cho người Việt chúng ta. Cho nên Cộng sản sợ những diễn đàn chân chính, những diễn đàn sự thật, nói ra sự thật như chúng tôi đây, nó chặn hết, nó đâu có để cho đồng bào xem đâu. Bây giờ nó có ngon á, nếu mà nó không có nói láo á, nó không có gian tà thì nó đừng có chặn, đúng không? Đó. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là do tên Nguyễn Phú Trọng và tên Tô Lâm chi phối đó quý vị. Nguyễn Phú Trọng là ai? Nguyễn Phú Trọng là con của Hoàng Văn Hoang, tay sai của Tàu Cộng. Còn Tô Lâm là con của tên Tô Quyền, dòng dõi giặc Tàu Đông Hán, Tô Định đã từng xâm lăng, sát hại hàng trăm ngàn lương dân Việt Nam vô tội. Chúng ta phải nhìn ra sự thật này để chúng ta cứu nước. Chúng ta phải nhìn ra sự thật này. Toàn dân quân Việt Nam, các cán binh bộ đội, các anh em cán binh Cộng sản, hãy thức tỉnh, quay về với chính nghĩa dân tộc. Hãy ủng hộ mạnh mẽ cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi là hoàng đế, để rút ngắn tiến trình giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam. Quý vị nên nhớ rằng, nợ có đầu, quan gia có chủ. Năm tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam không thể nào thoát được lưới trời. Quý vị có biết không? Cái tên Tô Lâm là con của tên Tô Quyền, dòng dõi giặc Tàu Đông Hán, Tô Định. Quý vị biết giặc Tàu Đông Hán, Tô Định rồi. Đã từng xâm lăng sát hại hàng trăm ngàn người, người gọi là lương dân Việt Nam vô tội của chúng ta. Mà lúc đó đó, lúc bấy giờ đó, là chúng đã tạo ra những cái cực hình rất là dã man, như là lăng trì, cột đồng giao chỉ,
cho voi giày và ngựa phanh thay đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta. Quý vị thấy không? Tàu nó rất là tàn ác, nó rất là tàn độc đối với người dân Việt Nam chúng ta. Vì quá hiện nay đó, chúng tôi nói rõ cho đồng bào biết, hiện nay đó, năm tên đầu sỏ Cộng sản và nói chung là Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng rất là hoảng sợ, quá hoảng sợ. Vì quá hoảng sợ trước sự lớn mạnh của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đang được đồng bào ủng hộ như một luồng sóng ngầm, sẽ cuốn phăng tàn dư Cộng sản trên quê hương Việt Nam. Và cái cao trào mà dân quân Việt Nam đã thỉnh nguyện, thỉnh cầu tôn vinh Đức Quốc Công làm hoàng đế là một cao trào. Mà hiện nay đó, quý vị có biết không? Cộng sản Việt Nam nó sợ, nó quá hoảng sợ luôn. Mà càng sợ thì sao? Thì nó càng lúng túng, gọi là tẩu quả nhập ma đó. Nó đang bị tẩu quả nhập ma, thì nó đang bị xa lầy, đang bị xa lầy. Thì chắc chắn một điều là Tô Lâm và đồng bọn sẽ bị đền tội trước pháp luật. Do đó mà chúng á là đã điên cuồng, tại vì nó đã xa lầy rồi. Quý vị biết nó càng lúng túng, nó càng xa lầy, nó điên cuồng, nó mới cho bắt cóc, giam giữ những thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Để làm gì quý vị có biết không? Để làm gì? Nó để sử dụng như là những lá chắn trao đổi. Để nó yêu sách này, yêu sách nọ, nó trao đổi. Nhưng mà nó lầm rồi. Tại vì thủ đoạn này là vô dụng. Thủ đoạn của Cộng sản là vô dụng. Tại sao vô dụng? Tại vì đã bị khám phá và đang được quốc tế, chính phủ chúng ta đã khám phá và đang được quốc tế và cơ quan cảnh sát môi trường điều tra. Quý vị có biết rằng sau khi mà Đức Quốc Công đã thắng kiện tàu cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim tại Tòa án Môi trường Quốc tế INC, tức là môi trường quốc tế với cái số hồ sơ là INC 201215 ngày 14 tháng 4 năm 2021, thì cảnh sát môi trường quốc tế đã mời Đức Quốc Công làm tổng lãnh sự, làm tổng tư lệnh để mà thành lập lực lượng cảnh sát môi trường quốc tế đó quý vị. Nói cho quý vị biết. Đó. Thì chỉ có Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta với trên 10 triệu phiếu trưng cầu dân ý của người dân Việt Nam từ trong ra ngoài nước. Thì quý vị thử nghĩ đi, từ khi Hồ Chí Minh nó cướp nước chúng ta cho đến ngày hôm nay là trên 77 năm. Chưa bao giờ nó mở ra cái cuộc tổng tuyển cử và chưa bao giờ nó bỏ phiếu một cách công bình, công khai, công chính. Mà người dân của chúng ta chưa bao giờ bầu một tên nào để lên lãnh đạo đất nước. Cho nên cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của chúng nó không có đại diện cho người dân Việt Nam. Cho nên chúng nó không phải là chính quyền, mà chúng nó là tà quyền. Chúng ta phải biết điều này. Người dân chúng ta ngày hôm nay không có gì phải lo sợ cả. Chúng ta đang có một chính phủ giúp dân cứu nước. Chúng ta đang có vị lãnh đạo rất là tuyệt vời. Chúng ta đang có vị đại đức hoàng đế Đào Minh Quân. Chúng ta đang có một chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, chính danh, hợp pháp và chính nghĩa. Và đang song hành với Hoa Kỳ 30 năm. 30 năm nay. Và tiếp tục song hành là hai chính phủ song song với nhau, làm việc với nhau một cách thân thiết. Cho nên người dân chúng ta hãy an tâm. Tức là căn nhà của chúng ta ngày nay đã có nóc. Chúng ta có một người cha để mà hy sinh tận tụy, một người cha vĩ đại để lo cho dân tộc Việt Nam. Người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam, chúng ta ngày hôm nay không có gì phải sợ cả. Rồi đây Cộng sản Việt Nam chỉ còn là thời gian. 5 tên đầu sỏ Cộng sản Việt Nam và 1.005.000 tên đảng viên Cộng sản đã có danh sách
Rồi đây quý vị sẽ thấy ngày tàn của Cộng sản Việt Nam chỉ là thời gian thôi. Đó. Thì chúng ta phải biết rằng chỉ có Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân với trên 10 triệu phiếu của trưng cầu dân ý của người dân Việt mới đại diện chính thức cho Việt Nam. Nha quý vị, mới đại diện chính thức cho Việt Nam là một chính phủ có chính danh và hợp pháp. Còn những tên công an Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ giam cầm những nhà ái quốc và lương dân vô tội để đe dọa ép cung, cướp đoạt tài sản là những hành vi khủng bố khi tổ chức cảnh sát môi trường quốc tế hình thành. Chắc chắn là bọn phạm pháp sẽ bị truy tố, trừng trị nghiêm khắc. Cho nên ngày tàn của Cộng sản Việt Nam chỉ là thời gian, không còn bao lâu nữa đâu. Đó. Cho nên chúng tôi muốn nhắc nhở quý đồng bào trong nước phải cảnh tỉnh đi, thức tỉnh đi. Cái thủ đoạn Cộng sản nó ghê lắm. Bây giờ quý vị thấy, nhiều khi chúng ta thấy nó tịch thu tài sản, nó tịch thu tài sản của những tiệm vàng, nó lấy hết sạch sẽ. Quý vị thấy không? Trên cộng đồng mạng đó, quý vị thấy đó. Nhưng mà nó đưa ra, nó nói là người này phạm pháp, người kia phạm pháp. Chính đảng Cộng sản Việt Nam nó mới là phạm pháp, nó vi phạm pháp luật đó, chứ không ai. Nó là một tổ chức ăn cướp. Chỉ có Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân là một người tài đức vẹn toàn, mà ngài đã hy sinh gần như suốt cả cuộc đời này cho công cuộc giúp dân cứu nước. Và ngày hôm nay, ngài tiếp tục hy sinh đó, để mà lấy lại đất nước Việt Nam, chủ quyền đất nước Việt Nam cho người dân làm chủ. Cho nên chúng ta phải biết. Thì hôm nay chúng tôi giảng giải thêm cái thông báo này từ văn phòng thường trực đưa ra rất là giá trị. Thì chúng tôi hôm nay chúng tôi muốn phổ biến đến quý vị để cho chúng ta thấy được cái thủ đoạn gian manh độc ác của Cộng sản Việt Nam, và để cho chúng ta thấy được cái tấm lòng tình yêu nước thương dân của Đức Quốc Công như thế nào đối với dân tộc và đất nước Việt Nam. Ngài luôn đặt quyền lợi đất nước và dân tộc trên hết. Quý vị có biết rằng Ngài hy sinh suốt cả cuộc đời Ngài. Những gì Ngài làm là vì đất nước và dân tộc Việt Nam mà thôi. Đó. Rồi đây chỉ có Đức Quốc Công, Ngài mới đủ điều kiện, đủ ưu thế. Chỉ có Ngài mới thành lập được một chính phủ cho toàn thế giới. Ngài sẽ thành lập tổ chức cảnh sát môi trường quốc tế. Và chỉ có Đức Quốc Công mới đem lại cho người Việt chúng ta một sự thái bình, thịnh vượng, trường tồn để bước qua cái thời Thượng Ngương Thánh Đức. Và chỉ có Đức Quốc Công mới đem lại con đường hòa bình cho nhân loại thế giới thôi quý vị. Hết giờ rồi, chúng tôi xin tạm biệt chia quý vị nơi đây. Khi tới, chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện về tiểu sử của Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, để cho quý vị thấy được cái sự hy sinh cao cả tuyệt đối của Ngài như thế nào. Để cho quý vị thấy được cái tấm lòng của Ngài như thế nào, bao la, rộng lớn, cái tình yêu nước thương dân của Ngài vô bờ bến. Mà trên thế giới này không có một nhân vật nào, không có một tổng thống nào mà yêu nước thương dân chúng ta như Tổng thống Đào Minh Quân đâu, thưa quý vị. Thời gian đã hết, chúng tôi xin tạm dừng nơi đây.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe bài hát Trưng cầu dân ý. Kính mời đồng bào trưng cầu dân ý vào trang pcdy.us hoặc pcdy.info. Giao diện sẽ hiện ra, bạn điền thông tin và mẫu có sẵn, họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Và yêu trên khắp quê hương Việt Nam, trưng cầu dân ý sạch bóng hoàn bầu cho dân danh. Và những thông tin liên lạc như Facebook, email. Chúng tôi, Thiếu tướng Võ Kim Lang, trân trọng kính chào tạm biệt Ngài Đức Quốc Công, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Đại Đức Hoàng đế Đào Minh Quân. Kính chúc Ngài luôn nhiều sức khỏe, thân tâm thường an lạc và tràn đầy hồng ân của Thượng Đế. Nguyện xin ân trên Thượng Đế Trời Phật luôn phù hộ chúc phúc cho công cuộc giải thể chế độ tà quyền cộng sản tại Việt Nam của Đức Quốc Công sớm hoàn thành chí nghiệp để lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, sung túc, thái bình, thịnh trị trên quê hương Việt Nam dấu yêu của chúng ta. Kính chúc quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý đồng nhiệm cùng toàn thể quý đồng bào Việt Nam thân thương trong và ngoài nước luôn được mạnh khỏe, bình an, may mắn. Trân trọng, kính chào, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.